Đường xưa mây trắng, tác giả Nhất Hạnh, người đọc Chiếu Thành. Chương 73, những giấc mơ giấu trong mái tóc. Một đêm nọ, khi đang tọa thiền ngoài sân tỉnh thất trên núi Linh Thú, Phật mở mắt và thấy có người đứng lấp ló sau cây đại thọ. Phật lên tiếng mời người ấy đến. Với ánh trăng dần dần, người ấy đặt gươm xuống sân đất và quỳ xuống lạy Phật như thế sao? Phật hỏi: Ông là ai? Đến đây để làm gì? Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Con chân định tới đây để giết ngài, nhưng mà con thấy ngài con không dám. Con đã cầm gươm định bước tới con 10 lần rồi, mà không lần nào con dám bước tới. Con quyết định thôi không giết ngài nữa. Nhưng con lại sợ, nếu con không giết ngài thì khi về, con cũng sẽ bị chủ tướng con giết chết. Con chưa biết làm sao thì Sa Môn gọi con vào. Con xin lại Sa Môn Cồ Đàm, con xin lại Sa Môn Cồ Đàm. Phật hỏi: Ai đã sai anh đến giết như thế? Chủ tướng của con, nhưng con không dám nói tên chủ tướng của con đâu. Anh không nói cũng được, nhưng chủ tướng của anh nói với anh như thế nào? Bạch Sa Môn, chủ tướng của con chỉ cho con đường phải đi lên núi và chỉ cho con một con đường khác để trở về sau khi làm xong nhiệm vụ. Anh có vợ con gì không? Bạch Sa Môn, con chưa có vợ con gì cả. Con có một bà mẹ già. Anh nghe đây, nghe cho thật kỹ và làm theo cho thật đúng. Anh hãy về nhà ngay đi và đem mẹ anh vượt biên giới trốn sang nước Câu Thác La ngay lập tức. Anh đưa mẹ sang bên ấy tị nạn và sinh sống. Nhưng anh đừng xuống núi bằng con đường mà chủ tướng của anh đã chỉ bày. Nếu xuống núi bằng con đường ấy, anh sẽ bị mai phục giết chết giữa đường. Anh xuống núi bằng một con đường khác, đi ngay đi. Người lạ mặt lạy xuống một lạy nữa rồi đi mất, để lại thanh gươm trên nền đất. Sáng hôm sau, hai đại đức Xá Lợi Phất và một tiền liên tìm tới giếng Phật. Hai vị bạch: Chúng con nghĩ là để lúc chúng con phải đi qua bên ấy để giúp các anh em khất sĩ đã vì vẹo dột mà đi lầm đường lạc lối. Chúng con xin phép Phật cho chúng con vắng mặt một thời gian. Phật nhìn hai vị đại đệ tử: Các thầy đi thì đi, nhưng các thầy hãy giữ gìn cẩn thận và làm mọi cách để bảo toàn thân mạng. Vừa lúc ấy, đại đức Xá Lợi Phất trông thấy thanh gươm trên nền đất. Đại đức đưa mắt nhìn Phật không nói. Phật gật đầu: Đúng như thế. Hồi hôm có anh lính được lệnh lên ám sát Như Lai, nhưng đã được Như Lai độ cho rồi. Thanh gươm ấy cứ để đó, chừng nào cư sĩ Kỳ Bà lên núi, Như Lai sẽ nhờ cư sĩ đem xuống núi. Đại đức Mục Kiền Liên nhìn bạn: Bỏ Phật mà đi trong lúc này để không được an tâm, sư huynh nghĩ sao? Xá Lợi Phất chưa trả lời thì Phật nói: Các thầy cứ an tâm mà đi, Như Lai có đủ tỉnh thức để tránh được những tai họa có thể xảy tới. Hai vị đại đệ tử sụp lại thầy trước khi xuống núi. Chiều hôm ấy, có mấy vị khất sĩ từ tu viện Trúc Lâm lên thăm Phật. Thấy Phật họ không nói năng gì cả, họ chỉ đứng âm mặt khóc. Phật hỏi: Này các vị khất sĩ, tại sao các vị khóc? Một vị khất sĩ lau nước mắt và trả lời Phật: Thế Tôn, chúng con vừa từ Trúc Lâm về, giữa đường chúng con gặp hai sư huynh Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Chúng con có hỏi hai sư huynh đi đâu, hai sư huynh nói là đi qua Tượng Đầu. Chúng con buồn quá nên chúng con khóc. Hơn 500 vị khất sĩ đã bỏ Phật mà đi rồi, bây giờ hai vị đệ tử lớn nhất của Phật cũng bỏ Phật đi nữa, thì chúng con không buồn sao được? Phật bật cười, người an ủi các thầy khất sĩ: Này các vị khất sĩ, các vị đừng buồn nữa. Như Lai biết là ở đâu, lúc nào, Xá Lợi Phất và một Kiền Liên cũng không phản bội Như Lai đâu. Nghe Phật nói, các vị khất sĩ cảm thấy yên dạ hơn. Họ xin phép được ngồi im lặng một lát dưới chân Phật. Ngày hôm sau, Phật được y sĩ Kỳ Bà mời về tịnh xá riêng của ông trong vườn xoài để thọ trai. Đại đức A Nan Đà cùng đi với người. Phật và đại đức A Nan Đà vừa thọ trai xong thì Kỳ Bà thông báo có hoàng thái hậu chỉ để ý đến thăm ông. Và vì nghe nói có Phật ở đây nên thái hậu xin vào viếng người. Phật biết cuộc viếng thăm này đã được y sĩ Kỳ Bà sắp đặt trước, người cho mời thái hậu vào. Lại Phật xong, thái hậu bật khóc nức nở. Phật để yên cho thái hậu khóc. Một hồi sau, người nói: Có chuyện gì, xin thái hậu cho Như Lai biết. Thái hậu nói: Bạch Thế Tôn, tình trạng thượng hoàng rất nguy ngập. A Xà Thế quyết định bỏ đói thượng hoàng cho đến chết, nó không cho con đem thức ăn vào cho thượng hoàng nữa. Rồi bà kể cho Phật nghe rằng mới hôm đầu tháng bà còn được phép mang cơm vào cho thượng hoàng Tần Bà Sa La, nhưng sau đó mấy hôm khi bà vào thăm thượng hoàng, quân lính chặn lại và lấy mất thức ăn. Bà vào thăm thượng hoàng mà chỉ biết ngồi khóc. Thượng hoàng an ủi bà, nói rằng người không oán giận A Xà Thế. Ngài nói: Ngài nhịn đói mà băng cũng được, miễn là nước nhà không bị một cuộc nội chiến tàn phá. Sáng ngày hôm sau,
Bà giấu mấy vết cơm nhỏ trong tóc của bà, và bà cũng mang trên tay ít thực phẩm để vào thăm thượng hoàng. Bọn lính canh chặn bà lại, lấy mất thức ăn trên tay bà, nhưng không biết bà có dấu cơm trong mái tóc. Thượng hoàng đã ăn cơm ấy. Bà đã làm như thế được 8 hôm. Thấy thượng hoàng không chết, A Xà Thế bắt quân lính khám xét bà rất kỹ. Chúng tìm thấy cơm trong tóc bà. Vậy là bà không thể đem cơm vào cho thượng hoàng được nữa. Và hôm sau, bà nghĩ ra được một cách mới. Bà nấu một loại đề hồ đặc gồm có sữa, mật ong và bột. Bà tắm gội sạch sẽ, lau mình thật khô, rồi trát một lớp đề hồ lên thân thể, đợi cho ráo rồi mới mặc xiêm y. Quân canh không thấy có thức ăn và cơm giấu trong tóc, liền để cho bà vào. Vào tới nơi, bà cởi áo và bóc lớp đề hồ ra để thượng hoàng ăn tạm. Bà đã làm được 2 lần như thế, nhưng bà rất sợ là trong một vài tuần, ngôi của bà sẽ bị khám phá và bà sẽ không còn được phép vào thăm thượng hoàng nữa. Kể tới đây, Thái hậu lại ôm đầu khóc. Phật lành tin. Một lát sau, người hỏi về tình trạng sức khỏe của thượng hoàng và chật chất cũng như về tinh thần. Thái hậu nói thượng hoàng đã ốm đi nhiều, nhưng vẫn còn hương tiện. Tinh thần thượng hoàng rất cao, ngài không tỏ vẻ oán hận hay buồn rầu gì cả. Ngài vẫn còn cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Thì giờ trong tù, ngài dùng vào việc thiền tọa và thiền hành. Có một hành lang khá dài, ngài từng đi thiền hành dọc hành lang đó. Phòng giam ngài có một cánh cửa có chấn song. Từ khung cửa ấy, ngài có thể nhìn thấy núi linh thú. Ngài ngồi trước cửa ấy để nhìn về linh thú mỗi ngày, ngồi rất lâu, ngồi thiền. Thượng hoàng cũng ngồi ở đấy, mặt xoay về núi thú. Phật hỏi Thái hậu xem bà đã đưa tin về vua Basena đi chưa. Bà nói là bà chưa có phương tiện. Phật nói người sẽ nhờ một vị cất sĩ đưa tin về xá vệ giúp bà. Thái hậu tạ ơn Phật. Bà kể cho Phật nghe là hồi A Xà Thế chưa sinh, các chiêm tinh gia đã đoán rằng A Xà Thế là người sẽ phản bội vua cha. Bà nói, hồi bà còn mang thái tử, một hôm không biết gì cớ gì mà bà rất thèm cắn vào bàn tay của vua Tần Bà Sa La mà hút máu. Bà hoảng kinh, không ngờ rằng chính bà mà lại có được cái ý tưởng và cái thèm khát ghê gớm đó. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà dám nhìn người ta giết một con gà hay một con cá. Bà rất sợ khi thấy máu chảy. Nhưng hôm ấy, thật sự là bà muốn cắn tay vua để hút máu trong tay ngài. Bà chống trả lại sự thèm khát đó một cách tuyệt vọng. Cuối cùng bà ôm mặt khóc nức nở và cảm thấy tủi hổ vô cùng. Một hôm khác, trong bữa ăn, vua Tần Bà Sa La cầm dao gọt trái cây làm sau đó mà bị đứt tay, mấy giọt máu chảy ra. Lập tức bà ôm lấy tay vua đưa miệng hút máu chỗ bị thương. Vua rất lấy làm lạ, nhưng vẫn để cho bà hút. Hút xong mấy giọt máu, bà nằm lăn ra khóc nức nở. Hoảng kinh, vua tới nâng bà dậy hỏi han. Bà phải nói cho vua nghe cái thèm muốn ghê gớm đó của bà. Bà đã chống trả lại một cách kịch liệt, nhưng cuối cùng bà đã bị thua. Bà biết cái thai trong bụng bà đã là nguyên nhân đưa đến cái thèm khát kỳ dị đó. Các chiêm tinh gia được vua mời tới đều nói rằng đứa con trong bụng sau này sẽ làm hại vua và đề nghị nên tiêu diệt nó. Vua Tần Bà Sa La không chịu, bà cũng không chịu. Tuy nhiên, khi sinh thái tử đã được đặt tên là A Xà Thế, tên này nghĩa là kẻ thù không sinh ra. Phật khuyên bà đừng nên vào thăm thượng hoàng mỗi ngày, cứ 2 hoặc 3 ngày thì mới nên vào một lần để vua A Xà Thế khỏi nghi. Mỗi lần vào thăm như thế, bà có thể ở lại với vua thật lâu. Đề hồ bốc ra, nên để dành và ăn mỗi ngày một ít thôi, đề phòng bị trường hợp Thái hậu bị cấm vào thăm viếng. Dặn dò Thái hậu xong, Phật từ giã kỳ bà và trở về núi thú. Chương 74. Tiếng rú của con voi chúa. Các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã trở về tu viện Trúc Lâm sau 1 tháng cư trú tại Tượng Đồng. Với đại đức Đề Bà Đạt Na và giáo đoàn mới, tất cả các vị khất sĩ khác trong tu viện đều mừng rỡ khi thấy 2 vị trở về. Họ hỏi thăm 2 vị rối rít về tình hình ở Tượng Đầu. 2 vị mỉm cười mà không trả lời. Mấy hôm sau, các vị khất sĩ trong giáo đoàn của đại đức Đề Bà Đạt Na theo gót 2 vị đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trở về Trúc Lâm rất đông. Đã có tới trên 300 vị bỏ trung tâm Tượng Đầu để trở về với Phật. Các vị khất sĩ thường trú tại tu viện vui mừng khôn xiết. Họ tổ chức đón tiếp các vị từ Tượng Đầu về một cách rất nồng hậu. 4 hôm sau, đại đức Xá Lợi Phất kiểm điểm lại số lượng các vị khất sĩ đã từ Tượng Đầu trở về với Phật. Đại đức đếm được 385 người. Cùng với Mục Kiền Liên, đại đức Xá Lợi Phất hướng dẫn ngót 400 vị khất sĩ này lên núi Linh Thú. Đứng trên sân tịnh xá, Phật đã trông thấy đoàn khất sĩ do 2 vị đệ tử lớn của Phật hướng dẫn đang leo dần các bậc đá để lên núi. Khi đoàn này leo tới nơi, đại chúng thường trú trên núi Linh Thú vui mừng khôn xiết kể, họ xúm lại để hỏi thăm. Trong khi đó, 2 đại đức Xá Lợi Phất tiến về phía tịnh thất của Phật. 2 vị đảnh lễ Phật và được Phật mời ngồi. Đại đức Xá Lợi Phất mỉm cười. Lại Phật, chúng con đã đem về được cho giáo đoàn gần 400 vị khất sĩ đi lạc. Phật hỏi, các thầy giỏi lắm, các thầy đã làm thế nào để mở mắt ra cho họ? Đại đức Mục Kiền Liên nói, bạch Thế Tôn,
Khi chúng con đến thì sư huynh Đề Bà Đạt Đa đã thọ trai xong và đang sửa soạn thuyết pháp. Đề Bà Đạt Đa bất thiết làm hệt như Thế Tôn. Thấy chúng con đến, Đề Bà Đạt Đa tỏ ý mừng rỡ. Đề Bà Đạt Đa gọi sư huynh con tới và mời sư huynh con ngồi chung trên pháp tọa. Sư huynh con từ chối và chỉ ngồi xuống một bên. Con ngồi phía bên kia, Đề Bà Đạt Đa nói với các vị khất sĩ. Hôm nay có các đại đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến với chúng ta. Đây là một tin vui rất lớn. Đại đức Xá Lợi Phất đã từng là một người bạn rất thân của ta. Nhưng có mặt đại đức ở đây, xin mời đại đức phụ trách nói buổi pháp thoại hôm nay. Nói xong, Đề Bà Đạt Đa hướng về phía sư huynh con và chắp tay mời. Sư huynh con nhận lời và bắt đầu thuyết pháp. Sư huynh nói về bốn sự thật mầu nhiệm. Sư huynh thuyết pháp thật hay, khiến mọi người được nghe một cách chăm chú. Còn để ý thì thấy Đề Bà Đạt Đa liêm diêm ngủ. Có lẽ vì lo nhiều việc cho nên Đề Bà Đạt Đa mỏi mệt. Nửa phần sau của pháp thoại, Đề Bà Đạt Đa đã ngủ khì. Chúng con ở lại tượng đầu hơn một tháng và tham dự vào tất cả những hoạt động của giáo đoàn mình đó. Cứ ba hôm một lần, sư huynh con lại thuyết pháp và giảng dạy cho các vị khất sĩ. Sư huynh con dạy dỗ họ một cách tận tình. Có lần con thấy cô Kalita, người phụ trách số một của Đề Bà Đạt Đa, thì thào to nhỏ với Đề Bà Đạt Đa, dường như có ý khuyên Đề Bà Đạt Đa đừng tin ở chúng con. Nhưng hình như Đề Bà Đạt Đa không đồng ý. Đề Bà Đạt Đa rất thích khi thấy có người phụ trách dạy dỗ các vị khất sĩ thay cho mình, nhất là khi người ấy là một người xuất sắc như sư huynh của con. Một hôm, sau buổi thuyết pháp nói về tứ niệm xứ, sư huynh của con nói với đại chúng như sau. Các huynh đệ, chiều hôm nay, tôi và sư đệ tôi sẽ từ giã các huynh đệ. Chúng tôi sẽ về với Phật và với giáo đoàn khất sĩ cho Đức Thế Tôn lãnh đạo. Thưa các vị huynh đệ, chúng ta chỉ có một bậc chánh biến tri giác trên đời mà thôi. Người ấy là Sa Môn Cồ Đàm. Phật là người sáng lập ra giáo đoàn khất sĩ, là nguồn gốc của tất cả chúng ta. Tôi tin rằng, nếu các huynh đệ trở về, các huynh đệ sẽ được Đức Thế Tôn mở rộng tầm tay mà đón vào lòng người như cũ. Thưa các huynh đệ, không có điều gì làm đau nhất bằng việc giáo đoàn bị chia rẽ. Một đời tôi chỉ thấy có Phật là bậc đạo sư chính đáng cho tất cả chúng ta. Hai huynh đệ tôi xin chào các huynh đệ. Nếu các huynh đệ muốn trở về với Phật, thì các huynh đệ tìm về tu viện Trúc Lâm. Chúng tôi sẽ chờ quý vị ở đó và sẽ đưa quý vị lên núi Linh Thú để gặp Phật. Thế Tôn, hôm ấy Đề Bà Đạt Đa có công việc phải về kinh đô. Cô Kalita đứng dậy phản đối. Nhưng chúng con làm lơ đi như không nghe gì. Chúng con im lặng ôm y bác rời núi tượng đầu và đi về tu viện Vinuvana. Chúng con ở đó được 5 hôm thì có tất cả 385 vị từ tượng đầu tìm về. Đại đức Xá Lợi Phất bạch. Thế Tôn, 385 vị này có cần phải làm lễ xuất gia thọ đại giới lại hay không? Nếu cần con sẽ làm lễ cho họ trước khi đưa họ lên làm lễ Thế Tôn. Phật nói, thôi, Xá Lợi Phất, đừng bắt họ làm lễ xuất gia và thọ đại giới trở lại. Cho họ làm lễ pháp lộ sám hối trước đại chúng là đủ. Hai vị đại đức cúi đầu làm lễ Phật rồi rút lui. Trong những ngày kế tiếp, có 35 vị khất sĩ nữa từ tượng đầu trở về với Phật. Đại đức Xá Lợi Phất cũng cho họ làm lễ pháp lộ sám hối rồi cho họ lên trình diện Phật. Số các vị khất sĩ trở về với giáo đoàn đã lên tới 410 vị. Đại đức A Nan Đà có đến nói chuyện với 35 vị khất sĩ vừa mới từ tượng đầu trở về. Đại đức hỏi về tình hình bên đó, các thầy cho biết là khi từ Dương Xá trở về, thấy 400 đồ chúng đã bỏ đi về với Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa giận tím mặt. Đại đức không nói gì hết trong nhiều ngày liên tiếp. A Nan Đà hỏi: các sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã nói gì với các huynh đệ mà các huynh đệ bỏ Đề Bà Đạt Đa để về với Phật đông như thế? Một thầy đáp: các sư huynh có nói gì đâu. Các sư huynh không hề động tới đại đức Đề Bà Đạt Đa, không hề thốt ra một lời nào để nói xấu giáo đoàn bên ấy. Các sư huynh chỉ thuyết pháp và dạy dỗ anh em chúng tôi hết lòng mà thôi. Phần lớn anh em chỉ mới có 2 hoặc 3 năm tuổi tu là cùng, thành ra anh em còn non yếu lắm. Nghe sư huynh Xá Lợi Phất thuyết pháp, được sư huynh Mục Kiền Liên dạy dỗ, anh em mới thấy rằng giáo pháp của Phật cao siêu mầu nhiệm vô cùng. Đệ tử của Phật như hai sư huynh mà đạo đức còn cao, diễn và học thức còn thâm uyên như thế, huống gì là Phật. Đại đức Đề Bà Đạt Đa nói thì hay lắm, nhưng làm thì không được bằng hai sư huynh đâu. Vậy sau khi hai sư huynh đi rồi, anh em bàn luận với nhau và quyết định trở về với Phật. Vậy còn đại đức Cô Kalita? Đại đức Cô Kalita thấy anh em bỏ đi lấy làm tức giận lắm. Đại đức lên tiếng nguyền rủa hai sư huynh thậm tệ. Nhưng mà điều này chỉ làm cho anh em chán đại đức thêm và ý định quay về với Phật lại mạnh mẽ hơn lên. Một buổi chiều, trong khi Phật đang đứng trên sườn núi ngắm cảnh trời chiều, thì bỗng có tiếng một vị khất sĩ la hoảng lên. Thế Tôn, coi chừng, có đá lăn xuống phía sau lưng. Phật ngoảnh lưu nhìn, một tảng đá lớn bằng một chiếc xe bò đang từ trên đỉnh núi lăn xuống hướng về phía người. Tảng đá lăn xuống một tốc độ kinh khiếp. Phật bước mấy bước tránh sang phía bên. Chỗ người đứng toàn là những mô đá nên sự di chuyển rất khó khăn nếu không có đủ thì giờ. May quá, tảng đá lăn xuống gần tới chỗ Phật đứng thì bị hai tảng đá nhỏ chụm nhau chặn lại. Nhưng sự va chạm với ba tấm đá làm văng ra một mảnh đá nhọn. Mảnh đá nhọn này bay trúng vào chân trái của Phật và làm Phật bị thương nơi ngón chân. Máu chảy thấm ướt chéo áo cà sa của người. Nhìn lên,
Phật thấy bóng một người đang tìm cách chạy trốn. Vết thương nơi bắp chân làm Phật đau lắm. Người lấy áo Sarati xếp lại làm tư, trải xuống đất, nằm nghiêng về bên mặt theo tư thế sư tử tọa. Chân bị thương đặt lên chân không bị thương và theo dõi hơi thở để làm dịu xuống sự đau đớn. Dù vị khất sĩ chạy đến bên Phật, một người nói, đây chắc là Đề Bà Đạt Đa chứ không còn ai khác nữa. Tôi cũng nghĩ như vậy, đúng là Đề Bà Đạt Đa rồi. Một người khác nói, các huynh đệ phải chia nhau ra canh giữ bốn phía núi để bảo vệ cho Thế Tôn, mau đi. Mỗi người một câu, người chạy đi kẻ chạy tới, các vị khất sĩ làm náo động cả không khí tĩnh mịch của buổi chiều. Phật nói, các thầy đừng la ó, đừng làm ồn ào, không việc gì phải la ó và làm ồn ào. Như Lai không cần người canh giữ, Như Lai không cần người bảo vệ. Tất cả các vị hãy trở về lưu xá của mình đi. Ananda, thầy hãy nhờ chú Sa Di Kunda đi mời y sĩ truyền bà về đây. Mọi người làm theo lời Phật dạy. Chỉ trong một vài hôm, tin Phật bị mưu sát hai lần được truyền đi khắp thủ đô. Quần chúng ngẩn ngơ và kinh hoàng. Quần chúng đang xôn xao thì được một cái có tin Thượng Hoàng Tần Bà Sa La băng hà. Không biết gì kẻ ở nào mà dân chúng khắp nơi biết được rằng Thượng Hoàng đã băng trong một thất. Một niềm xót thương dâng lên trong lòng người. Ai nấy đều nhìn về núi Linh Thú như là một biểu tượng của một sự đối kháng đạo đức. Càng thương xót Thượng Hoàng bao nhiêu thì thiên hạ càng mến phục Phật bấy nhiêu. Phật tuy không nói gì nhưng người đã nói thay được tiếng nói của lòng người. Thượng Hoàng Tần Bà Sa La thọ 67 tuổi. Thượng Hoàng nhỏ hơn Phật 5 tuổi. Năm quy y làm đệ tử Phật, Thượng Hoàng mới có 31 tuổi. Lên ngôi từ năm 15 tuổi, Thượng Hoàng đã trị vì trong 52 năm. Chính Thượng Hoàng đã xây dựng lại kinh đô Dương Xá mới sau khi kinh đô cũ bị hỏa hoạn tàn phá. Trong 52 năm, đất nước Ma Kiệt Đà luôn được hòa bình, chỉ trừ có một lần lâm chiến với Dương quốc Ương Già. Trong cuộc chiến tranh đó, quốc Dương Brahmadatta của xứ Ương Già đã thua trận và xứ Ương Già đã trở nên một thuộc Dương quốc Ma Kiệt Đà. Khi quốc vương Tassila Pukkusati lên cầm quyền ở Ương Già, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên lạc thân hữu với vị vua này và đưa vua này đến với đạo Phật. Để có hòa bình lâu dài với các nước, quốc vương Tần Bà Sa La đã thiết lập liên hệ thân tộc với các hoàng gia. Vua cưới công chúa Kusala Devi, em ruột của quốc vương Basenadi, và lập làm chánh hậu hiệu Di Đề Hy. Vua cũng có thứ hậu từ các hoàng tộc Madra và Lisa, chị ruột của vua cũng được gả cho quốc vương Câu Tác La làm thứ hậu. Vua Tần Bà Sa La từng tỏ lòng thương kính Phật bằng cách xây một chiếc tháp đựng tóc và móng tay của người ngay trong vườn ngự uyển. Vua thường nhắc các công nhân đốt hương trầm và thắp đèn nến quanh tháp để cúng dường và để tỏ lòng biết ơn giáo hóa của Phật. Vua lại giao cho công nhân Srimati phụ trách vụ chăm sóc quét tước tháp và dung bón hoa cỏ quanh tháp. Một hôm nọ, trong khi Phật và một số các thầy đi khất thực trên con đường quen thuộc dẫn về thủ đô, Đại đức Ananda nhắc thấy bóng một con voi lớn từ chuồng voi hoàng gia xổng ra và đang chạy về phía mình. Đại đức hoảng kinh, con voi này ai cũng đã nghe tiếng, đó là con voi dữ nhất trong Dương quốc, nó tên là Nalagiri. Tại sao người ta lại để cho Nalagiri xổng chuồng ra như thế? Vừa lúc đó, những người đi đường cũng đã nhận ra sự nguy hiểm. Họ hô hoáng lên và cùng nhau chạy nhấp ở hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố đều đã trông thấy con voi Nalagiri. Con voi đưa vòi lên cao, đuôi và hai tay thẳng đứng, hướng nhằm phía Phật và các vị khất sĩ mà chạy tới. Thấy tình trạng nguy hiểm quá, Ananda vội nắm tay Phật và đẩy người về phía chạy đường. Nhưng Phật không theo Ananda, người đứng yên tại chỗ. Một số các vị khất sĩ núp sau lưng Phật, một số khác chạy tứ tán tìm chỗ núp hai bên vỉa đường. Dân chúng hai bên đường phố la hoảng lên, mọi người nín thở. Ananda vừa bước lên định đứng chận trước mặt Phật thì bỗng nghe Phật hú lên một tiếng lớn và dài. Tiếng hú vọng lên nghiêm trang và oai vệ. Đây là tiếng hú của con voi chúa trong rừng Lakakita ở Parilayaka. Phật đã an cư một mình trong khu rừng này và trong thời gian ấy, người đã học được tiếng hú của con voi chúa thường đem bầy voi con đến uống nước bên bờ suối. Con voi Nalagiri đã xông tới chỉ còn cách Phật chừng 10 bước. Nghe tiếng hú vang dội, nó tự nhiên khựng lại. Lập tức nó quỵ hai chân trước xuống, rồi quỵ luôn hai chân sau. Voi của nó hạ thấp xuống sát đất, hai tay nó cụp xuống, đuôi nó cũng vậy. Phật tiến tới. Người đưa tay phải sờ lên đầu voi với tất cả thương mến. Người ra hiệu cho voi đứng dậy, rồi người nắm lấy voi của voi, dẫn nó đi trở về nơi xuất phát của nó. Con voi ngoan ngoãn đi theo người. Tiếng hoan hô của dân chúng hai bên đường nổi lên vang dậy. Thầy Ananda mỉm cười. Thầy nhớ lại Phật hồi còn trẻ tuổi, không một môn thể thao nào mà Tất Đạt Đa không giỏi, từ bắn cung, cử tạ, đánh kiếm cho đến đua ngựa, cưỡi voi. Phật đã đối xử với voi Nalagiri như đối xử với một con người hay một con vật đã từng quen thuộc lắm với người. Đoàn khất sĩ và hàng trăm dân chúng đi theo Phật và con voi, khi vào tới chuồng voi,
Người nhìn vị quản vô với đôi mắt nghiêm nghị, rồi với giọng từ bi, người bảo: Ai đã lệnh cho thả vô này ra? Như Lai không cần biết. Nhưng quý vị nên biết rằng, thả vô Nalagiri ra giữa đường phố là một điều hết sức nguy hiểm. Vô này một khi được thả ra, có thể làm cho hàng chục hay hàng trăm người mất mạng. Từ nay về sau, quý vị không được làm như vậy nữa. Vị quản tượng và viên giám đốc chuồng voi lạy xuống để chịu tội. Phật đỡ họ lên và cùng các vị khất sĩ rời khỏi chuồng voi. Người tiếp tục cuộc khất thực đang bị bỏ dở nửa chừng. Đã đến ngày làm lễ trà tỳ thượng hoàng, Phật tự thân hành tới dự lễ và bảo tất cả các vị khất sĩ trong giáo đoàn cùng đi lễ. Lễ trà tỳ được tổ chức rất long trọng, quần chúng tiếc thương vị vua đạo đức của họ đã đến tham dự rất đông đảo, vòng trong vòng ngoài chật ních. Riêng các vị khất sĩ trong xứ có mặt hôm đó cũng đã trên 4.000 người. Trên đường dự lễ về, Phật ghé lại vườn xoài của y sĩ Kỳ Bà, nghỉ một đêm trước khi lên núi. Y sĩ cho Phật biết là cả tháng nay, Thái hậu Di Đề Hy bị cấm không được vào thăm Thượng Hoàng. Thượng Hoàng đã lìa đời trong nhà giam, bên cạnh không có một người thân thích. Người đã xoay đầu về núi Linh Cứu để thở hơi thở cuối cùng. Một hôm, y sĩ Kỳ Bà lên núi Thú và tiến dẫn lên Phật một người của Hoàng gia muốn được đi xuất gia. Đó là Hoàng đệ Abhayaraja Kumara, con của vua Tần Bà Sa La và của Thứ hậu Padumapati. Thái tử bạch với Phật là sau cái chết của Thượng Hoàng Tần Bà Sa La, Thái tử không còn tha thiết gì nữa đến nếp sống phù hoa danh lợi, đã từng được nghe Phật thuyết pháp nhiều lần. Thái tử rất hâm mộ đạo lý giải thoát và ước mong được sống nếp sống thảnh thơi và vô ưu của người khất sĩ. Phật chấp nhận lời thỉnh cầu của Thái tử Abhayaraja và cho Thái tử Abhayaraja và cho Thái tử Abhayaraja và... Chương 75. Những giọt nước mắt sung sướng của Tôn Đạt Đa. 10 hôm sau, Phật phát y, tôn loát và đời thành dương xá. Người đi lên miền Bắc, vượt sông Hàn, tới thăm viếng chúng khất sĩ ở tu viện Trùng Cát. Rồi người lại lên đường, hướng về thủ đô Xá Vệ. Mùa mưa sắp tới, và người cần về tu viện cấp cô độc để kịp thời chuẩn bị cho khóa an cư. Theo người có đại đức Ananda, các đại đức Xá Lợi Phất, một kiền liên và khoảng 300 vị khất sĩ khác. Tới Xá Vệ, Phật về thẳng tu viện Kỳ Viên, các thầy chờ Phật ở đây đông lắm. Năm nay các vị khất sĩ và nữ khất sĩ về an cư rất đông. Tin tức về những cuộc biến động ở kinh đô Ma Kiệt Đà ai cũng đã được nghe. Thấy Phật về nguyên vẹn và khỏe mạnh, mọi người đều tỏ vẻ mừng vui. Ni sư Kema lãnh đạo một đoàn nữ khất sĩ đến viếng thăm Phật. Năm nay bà được đưa lên làm vị lãnh đạo tối cao bên ni giới. Ni sư Pachapati đã viên tịch 10 năm trước. Quốc vương Basenadi nghe Phật về cũng lập tức đến tu viện thăm người. Vua hỏi thăm Phật về tình hình ở Dương Xá. Phật thuật cho vua nghe nhiều chuyện, trong đó có buổi gặp gỡ giữa người và Thái hậu Di Đề Hy, em ruột của vua. Phật cho vua biết Thái hậu vẫn được bình yên, nhưng chắc là trong lòng còn nhiều sầu khổ. Vua cho Phật biết là vua đã gửi một sứ đoàn qua Dương Xá cách đây hơn một tháng và yêu cầu A Xà Thế giải thích tại sao có chuyện giam giữ quốc vương Tần Bà Sa La và hai vị đại thần. Quốc vương A Xà Thế là cháu của vua. Vua bảo nếu cần thì A Xà Thế phải về Xá Vệ để trình bày mọi sự. Hiện vẫn chưa thấy sứ đoàn trở về. Vua cũng cho biết là để tỏ ý phản kháng hành động của quốc vương xứ Ma Kiệt Đà, vua đã lấy lại thực ấp mà Thượng Hoàng đã tặng nước Ma Kiệt Đà hơn 60 mấy năm về trước, khi em gái vua về làm chánh hậu của vua Tần Bà Sa La. Thực ấp này thuộc địa phận Ma La Nại, xứ Ca Thị. Ngày an cư mùa mưa đã đến, các trung tâm du học ở vùng thủ đô và các vùng lân cận đều có đầy các vị khất sĩ và nữ khất sĩ cư trú. Cứ 15 hôm, Phật lại nói pháp thoại một lần tại kỳ thi. Và các giới khất sĩ cũng như nữ khất sĩ từ các trung tâm khác đều được tới tham dự. Pháp thoại của Phật thì được nói vào buổi chiều, ngay sau giờ thọ thực. Vì vậy, các vị khất sĩ từ những trung tâm xa đến ngày có pháp thoại phải nghỉ khất thực để có thời giờ đi thẳng về tu viện. Các vị đại thí chủ ở thủ đô cố gắng sắp đặt để cúng dường thực phẩm cho các vị ngay khi các vị tới tu viện, để các vị có đủ thời giờ thọ thực và nghe pháp. Pháp thoại đầu mà Phật nói trong mùa an cư năm nay là đề tài hạnh phúc. Phật dạy, hạnh phúc là có thật và ta có thể thực hiện được hạnh phúc ngay trong đời sống này nếu ta biết hành theo chánh pháp. Trước hết, Phật cho biết hạnh phúc không phải là sự đam mê vào dục lạc. Dục lạc có thể cho người một ảo tưởng về hạnh phúc và thật sự chỉ là khổ đau. Người lấy ví dụ của một người bị bệnh hủi, bị bắt buộc vào sống biệt lập ở trong rừng. Người này luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy xốn xang rất khó chịu. Ông ta đào một cái hố, chất cành khô và những gốc cây mục xuống hố và đốt cháy cho đến khi hố đầy than hồng,
Rồi ông ta đứng bên cạnh hố, đưa mình mẩy tay chân lên trên hố than để hứng lấy cái nóng của than lửa đang cháy. Trong khi làm như thế, ông ta thấy rất đã ngứa và cảm thấy bớt khổ. Ngày nào không được hơ mình trên hố than rừng này, ông rất lấy làm đau khổ. May mắn cho ông ta, mấy năm sau, bệnh hủi của ông được chữa lành. Ông trở về sống đời sống bình thường trong thôn xóm. Một hôm, ông ta vào rừng thấy có mấy người bệnh hủi đang đưa mình mẩy của họ hơ trên hố than rừng của họ. Ông thấy thương xót họ vô cùng. Hố than rừng nóng quá, tới gần ông chịu không nổi. Nếu có ai tới trì kéo ông, bắt ông tới gần hố than để đưa mình mẩy hơ lên trên than lửa, ông sẽ la tru tréo lên và phản đối kịch liệt. Cái mà ngày xưa ông cho là làm cho ông sung sướng, bây giờ đã trở thành một mối khổ đau của ông. Phật nói, dục lạc cũng chỉ là một hố than rừng, chỉ có người bệnh mới thấy dục lạc là vui, những người lành mạnh đều phải xa lánh hố than của dục lạc. Nếu đam mê dục lạc không phải là hạnh phúc, thì cái gì là hạnh phúc? Phật dạy, sống thư thái, tự do, tiếp xúc được với những màu nhiệm của cuộc sống, tức là có hạnh phúc. Ý thức được những gì xảy ra trong giờ phút hiện tại, không tham đắm vào bất cứ pháp nào mà cũng không ghét bỏ bất cứ một pháp nào. Người có hạnh phúc biết quý những gì màu nhiệm đang xảy ra trong hiện tại. Một làn gió mát, một buổi sáng đẹp trời, một bông hoa vàng, một cây trúc tím, một nụ cười của trẻ thơ, một bữa cơm ngon. Người có hạnh phúc biết thưởng thức những thứ ấy, nhưng không bị ràng buộc vào những thứ ấy. Thấy được dạng pháp là vô thường và vô ngã. Người ấy không nhận thức các pháp như những gì có thường và có ngã. Do đó, người ấy không bị ràng buộc bởi các pháp kia, không bị tham đắm vào các pháp kia. Không bị ràng buộc, không tham đắm, người ấy sống thảnh thơi, không lo âu, không sợ hãi. Biết rằng một bông hoa có thể sớm nở tối tàn, người ấy thấy được tự tính sinh diệt vô thường của các pháp, cho nên không vì sự sinh diệt của dạng pháp mà sầu khổ và lo âu. Cũng vì thế, nên hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc chân thật. Người ấy không lo âu và sợ hãi ngay về sự sinh diệt của chính mình. Có người cho rằng, muốn có hạnh phúc trong tương lai thì phải chịu khổ đau trong hiện tại. Vì vậy, họ hy sinh hiện tại bằng cách chịu khổ chịu cực về tâm não cũng như về thể xác để mua lấy hạnh phúc trong tương lai. Phật dạy rằng, sự sống chỉ có mặt trong giây phút hiện tại, hy sinh hiện tại là phế bỏ sự sống. Có người nghĩ, muốn có an lạc và giải thoát trong tương lai thì phải hành hạ xác thân trong hiện tại. Nghĩ như thế, họ áp dụng những phép tu khổ hạnh, chịu đói khát và đau đớn trong thân xác và trong tâm tư, dùng đau khổ trong hiện tại để mua hạnh phúc cho tương lai. Phật dạy, lối tu hành đó không những làm cho người tu chịu đau khổ trong hiện tại mà còn gây đau khổ trong tương lai nữa. Có người cho rằng, đời sống quá ngắn ngủi, không nên nghĩ tới tương lai, phải tận lực hưởng thụ những thú vui dục lạc ngay trong giờ phút hiện tại. Phật dạy rằng, tham đắm vào dục lạc như thế, cũng giống như nướng mình trên hố than rừng. Hành động này đem lại khổ đau ngay trong hiện tại và cho cả tương lai. Phương pháp tu học của Phật vượt ra ngoài hai cách sống vừa kể. Phật dạy rằng, phép sống khôn ngoan nhất là phép sống đem lại hạnh phúc trong hiện tại, mà cũng sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Tu tập theo đạo giải thoát không phải là ép xác khổ hạnh để mong cầu một hạnh phúc tương lai. Khi vị khất sĩ ăn ngày một bữa, thực tập thiền tọa, thực tập thiền hành, thực tập tứ niệm xứ, thực tập tứ vô lượng tâm, thực tập phép quán niệm hơi thở, vị khất sĩ ấy tạo hạnh phúc cho chính mình và cho những người xung quanh ngay trong giờ phút hiện tại. Ăn mỗi ngày một bữa có thể giúp cho cơ thể nhẹ nhàng, có thể cho ta nhiều thì giờ hơn để tu tập, để sống thoải mái và tự do và để giúp ích cho người khác. Không lập gia đình, không có vợ con, không phải là một sự ép xác khổ hạnh, mà cũng là để có thể sống tự do và thoải mái, để có thì giờ tu tập và giúp ích cho kẻ khác. Sống đời sống phạm hạnh, người khất sĩ phải thấy được niềm vui và hạnh phúc trong từng giây phút của cuộc sống hàng ngày. Nếu sống đời sống phạm hạnh mà thấy khổ đau, ép buộc, thiếu tự do, đó là đã không sống đúng theo tinh thần chánh pháp. Nhìn vào một vị khất sĩ sống đời sống phạm hạnh, người ta phải thấy sự có mặt của sự thoải mái, sự thông dong và niềm an lạc. Nếp sống này đem lại hạnh phúc trong hiện tại mà chắc chắn cũng đem lại hạnh phúc trong tương lai. Sau buổi pháp thoại, nữ cư sĩ Banala Khanna xin đến viếng Phật. Bà là nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa Cấp Cô Độc, người đã xây dựng tu viện kỳ viên để cúng dường giáo đoàn khất sĩ. Nữ cư sĩ báo tin cho Phật biết là cư sĩ Tu Đạt Đa ốm đã hơn 10 hôm nay và rất khổ đau vì không đến dự được buổi pháp thoại này. Bệnh của cư sĩ càng ngày càng tăng chứ không thấy giảm. Cư sĩ rất sợ sẽ không được nhìn thấy mặt Phật trước khi qua đời. Ngày hôm sau, Phật đi thăm cư sĩ Tu Đạt Đa. Cùng đi với người có hai đại đức Xá Lợi Phất và Ananda. Được thấy Phật và hai đại đức, cư sĩ mừng rỡ. Ông ngồi trên một chiếc ghế dựa, nét mặt xanh xao. Phật bảo, Tu Đạt Đa,
Suốt đời ông đã sống một cuộc sống có ý nghĩa và có hạnh phúc. Ông đã làm vơi nỗi khổ của biết bao nhiêu người. Danh từ cấp cô độc mà thiên hạ tặng cho ông là một trong những bằng chứng lớn của sự thành công của ông. Tu Điện Kỳ Nhiên là một bằng chứng lớn khác. Ông đã đóng góp thật nhiều để pháp âm của đạo giác ngộ được truyền đi khắp chốn. Ông đã sống theo chánh pháp, đã tạo được hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho rất nhiều người trong xã hội. Bây giờ ông nên tỉnh dưỡng. Tôi sẽ nhờ Đại Đức Xá Lợi Phất thỉnh thoảng tới thăm ông và hướng dẫn sự tu học cho ông. Ông không nên cố gắng để tìm lên tu viện, bởi vì di chuyển như thế sẽ làm cho ông mất sức nhiều quá. Cư sĩ Tu Đạt Đa chắp tay tạ ơn Phật. 15 hôm sau, vào giờ pháp thoại, Phật nói về đời sống người tại gia, về hạnh phúc chân thực mà người cư sĩ có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Phật ôn lại những nguyên tắc sống hạnh phúc trong hiện tại, hạnh phúc trong tương lai mà người đã diễn bày trong kỳ pháp thoại trước. Rồi người nói, vì cư sĩ sống đời sống phạm hạnh là để có an lạc và hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Và nếp sống phạm hạnh ấy chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc trong tương lai. Nhưng không phải chỉ người xuất gia mới sống được theo nguyên tắc ấy. Những người cư sĩ sống ở thành thị và trong xóm làng cũng có thể theo nguyên tắc ấy của chánh pháp mà làm cho đời sống càng ngày càng có thêm hạnh phúc. Trước hết là đừng vì ước muốn làm giàu mà chúi đầu vào công việc, bỏ mất cơ hội tạo hạnh phúc cho mình và cho gia đình mình trong giờ phút hiện tại. Hạnh phúc trước hết là sự tỉnh thức, một cái nhìn đầy hiểu biết, một nụ cười bao dung, một câu nói thương yêu, một bữa cơm quây quần trong đầm ấm và tỉnh thức. Đó là hạnh phúc trong hiện tại. Nuôi dưỡng sự tỉnh thức trong hiện tại, ta sẽ tránh không gây khổ đau cho ta và cho những người sống xung quanh ta và bên cạnh ta. Bằng cái nhìn, bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những cử chỉ săn sóc nhỏ, ta tạo ra hạnh phúc cho ta và cho mọi người ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc này không cần đến giàu sang và danh vọng. Phật kể cho đại chúng nghe câu chuyện của Sigala, một người gia chủ trẻ tuổi mà Phật gặp ở thành Dương Xá nhiều năm về trước. Buổi sáng nọ, Phật khoác y, mang bát và rời tu viện Trúc Lâm lúc trời mới rạng sáng. Người gặp một chàng trai tên Sigala, con có một thương gia sống ở ngoại ô thành phố. Sigala đang đứng ở ngoài trời và đang cúi lạy sáu phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Thượng và Hạ một cách cung kính. Phật tới gần và hỏi chàng lại như thế để làm gì? Sigala thưa là từ hồi còn bé, chàng đã được thân phụ dạy mỗi buổi sáng phải lạy sáu phương. Chàng chỉ biết vâng lời cha, sáng nào cũng ra lạy như thế, nhưng không biết để làm gì. Phật nói, lạy như thế tức là thực tập một lối sống có thể đưa tới hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Người dạy rằng, lạy phương Đông là để quán chiếu cách đối xử với ơn cha mẹ. Lạy phương Nam là để quán chiếu cách đối xử với ơn sư trưởng. Lạy phương Tây là để quán chiếu cách đối xử với tình vợ con. Lạy phương Bắc là để quán chiếu về cách đối xử với tình bè bạn. Lạy phương Hạ là để quán chiếu cách đối xử với người cộng sự. Lạy phương Thượng là để quán chiếu cách đối xử với những bậc tiền nhân. Phật lại dạy Sigala về phép thọ trì năm giới, phép quán chiếu để đừng vội vã hành động trong khi tâm có tham dục, giận hờn, si mê và sợ hãi. Phật dạy Sigala tránh xa sáu loại hành động có thể đưa đến sự tán gia bại sản. Không say sưa, không đi lang thang trong thành phố vào giờ khuya khoắt, không lui tới những chốn cờ bạc, không lui tới những nơi ăn chơi trác tán, không la cà với những bạn xấu và không lười biếng ỷ lại. Phật lại dạy cho Sigala biết phân biệt thế nào là một người bạn tốt. Người nói, một người bạn tốt là một người đối xử với mình một cách thủy chung. Khi mình giàu sang hoặc sa sút, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại, đắc thế hoặc thất thế, thì người bạn ấy vẫn không hề thay đổi. Người bạn ấy biết lắng nghe và chia sẻ những buồn đau của mình, nói cho mình nghe những lo lắng và buồn vui của người ấy. Một người bạn tốt là một người bạn biết vui cái vui của mình và buồn cái buồn của mình. Kể xong chuyện Sigala, Phật nói, hạnh phúc chân thật là một điều có thể thực hiện ngay trong đời này nếu ta quy tụ được càng nhiều càng tốt những điều kiện sau đây. Một, được thân cận với những người hiền đức, có khả năng xa lánh được những kẻ đang đi trên con đường xa đọa. Hai, được sống trong một môi trường thuận tiện cho sự tu học và sự tạo tác những nhân lành. Ba, được có cơ hội học hỏi thêm về giáo pháp, về giới luật, về công nghệ và về ngôn ngữ dân cư. 4. Được phụng dưỡng mẹ cha và có thời giờ để ý săn sóc vợ chồng con cái của mình. 5. Được chia sẻ thời giờ, tài vật và hạnh phúc với kẻ khác. 6. Được có cơ hội vun trồng đạo đức, xa lánh hẳn rượu chè cờ bạc. 7.
được thực tập cung đúc các đức khiêm nhường, biết ơn và tri túc của đạo giác ngộ. 8. Được thân cận với các vị khất sĩ mà học hỏi đạo lý. 9. Được sống một cuộc sống trong sạch theo nguyên tắc bốn sự thật. 10. Được học cách thiền quán để tháo bỏ những phiền não và ưu sầu trong cuộc sống. Tới đây, Phật mở lời khen ngợi những cư sĩ đã và đang sống theo chánh pháp trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình và trong xã hội. Phật đặc biệt nhắc tới cư sĩ Tu Đạt Đa, cấp cô độc. Phật nói, Tu Đạt Đa là người đã quy tụ được nhiều điều kiện để làm cho đời sống có ý nghĩa, có hạnh phúc và có lợi ích cho nhiều người. Đạo tâm của Tu Đạt Đa rất lớn và cuộc đời của Tu Đạt Đa đã được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của chánh pháp. Phật nhấn mạnh rằng có những người giàu có hơn Tu Đạt Đa nhiều gấp bội, nhưng đứng về phương diện hạnh phúc thì không thể nào so sánh được với Tu Đạt Đa. Hôm ấy, nội trợ của cư sĩ Tu Đạt Đa là Bunala Khana cũng có mặt trong buổi pháp thoại. Nghe Phật nói, bà cảm động đến rơi nước mắt, bà đứng dậy và tác bạch. Thế Tôn, cuộc sống của người cư sĩ có nhiều khi thật bận rộn, nhất là khi mình được thừa hưởng một gia sản lớn. Con thấy khi mình có một cơ nghiệp bình thường, sự tu đạo sẽ dễ dàng hơn. Nhiều khi nhìn những vị khất sĩ không nhà, không cửa, không vợ, không con, cầm một chiếc bình bát, đi thông dong trên nẻo đường khất thực, chúng con thấy thèm muốn sự thảnh thơi ấy một cách lạ kỳ. Chúng con ước muốn được sống như thế, nhưng mà chúng con có nhiều sợi dây ràng buộc quá, biết làm sao? Phật dạy, này nữ cư sĩ Bangala Kana, vị khất sĩ cũng có nhiều trách nhiệm chứ không phải không. Nếp sống phạm hạnh là nếp sống một vị khất sĩ phải an trú ngày đêm trong chánh niệm, trong giới luật. Người khất sĩ lại còn phải nghĩ đến trách nhiệm độ sinh. Các vị cư sĩ, Như Lai đã tìm ra một phương cách để quý vị có thể lâu lâu hoặc nửa tháng một lần được sống giống như các vị khất sĩ. Phương cách đó là bát quan trai giới. Các vị có thể đến chùa thọ tám giới, sống trong thời gian trọn một ngày một đêm, ngày ăn một bữa, thực tập thiền tọa, thiền hành, sống trong phạm hạnh, tỉnh thức, tinh cần, thông dong và an lạc, giống hệt như các vị khất sĩ. Sau thời gian một ngày một đêm sống như thế, các vị lại xả giới và trở về đời sống thế gian, chỉ giữ lại năm giới và ba sự quay về nương tựa. Các vị cư sĩ, Như Lai sẽ báo tin để tất cả các vị khất sĩ biết về pháp chế bát quan trai này. Quý vị có thể tổ chức tu tập bát quan trai tại chùa hay ngay trong nhà quý vị, và các vị khất sĩ có thể được mời để tuyên giới, hướng dẫn và dạy dỗ trong các ngày tu bát quan trai. Bangala Khana sung sướng hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, tám giới của pháp chế bát quan trai là tám giới nào? Tại sao gọi là quan? Tại sao gọi là trai? Xin Thế Tôn khai thị cho chúng đệ tử biết. Tám giới là không sát hại sinh mạng, không trộm cướp, không dâm dục, không trọng nữ, không uống rượu, không trang sức, không nằm và ngồi trên giường chiếu sang trọng và không sử dụng tiền bạc. Tám giới ấy là để phòng ngừa sự phát sinh của vọng niệm và tạp niệm trong thời gian tu tập nên gọi là quan. Quan có nghĩa là phòng ngừa, còn trai có nghĩa là chỉ ăn một bữa trước giờ ngọ để có thì giờ tu tập. Được Phật thiết chế phép bát quan trai giới, giới cư sĩ hôm ấy rất lấy làm sung sướng. 10 hôm sau, người nhà của cư sĩ Tu Đạt Đa tới tìm Đại Đức Xá Lợi Phất, báo tin là bệnh tình của cư sĩ trở nặng. Đại Đức rủ Đại Đức Ananda cùng đi. Cư sĩ Tu Đạt Đa nằm trên giường bệnh để tiếp hai vị Đại Đức. Người nhà nhắc ghế để hai vị Đại Đức ngồi gần bên giường. Biết cư sĩ không sống được bao nhiêu ngày nữa, Đại Đức Xá Lợi Phất khai thị. Cư sĩ Tu Đạt Đa, ông nên quán tưởng như sau: mắt không phải là tôi, tai không phải là tôi, mũi lưỡi thân cũng không phải là tôi. Đợi cư sĩ quán tưởng xong, Đại Đức nói, cư sĩ hãy tiếp tục quán tưởng. Những gì tôi thấy không phải là tôi, những gì tôi nghe không phải là tôi, những gì tôi ngửi, nếm, xúc chạm cũng không phải là tôi. Rồi Đại Đức dạy cho cư sĩ quán chiếu tính vô ngã trong sáu thức. Cái thấy không phải là tôi, cái nghe không phải là tôi, tri giác, vị giác, xúc giác và ý thức cũng không phải là tôi. Đại Đức nói, sáu căn, sáu trần và sáu thức không phải là tôi. Sáu đại là đất, nước, lửa, gió, không gian và tâm thức cũng không phải là tôi. Tôi không bị ràng buộc và hạn cuộc trong những yếu tố ấy. Tôi không bị sinh tử ràng buộc và hạn chế. Sinh tử không chạm được tới tôi. Tôi mỉm cười bởi vì tôi không sinh cũng không diệt. Sinh cũng không làm cho tôi có, tử cũng không làm cho tôi không. Thực tập tới đó, cư sĩ Tu Đạt Đa khóc. Nước mắt chảy ràn rụa trên hai má ông. Đại Đức Ananda hỏi,
Sao cư sĩ có tiếc nuối không? Cư sĩ quán chiếu không thành công hả? Thưa đại đức A Nan Đà, con không tiếc nuối, con quán chiếu rất thành công. Con khóc là vì con cảm động quá. Con được phụng sự Phật và gần gũi các vị khất sĩ đã hơn 30 năm nay. Vậy mà chưa bao giờ con được nếm giáo lý thẩm thông vi diệu như hôm nay. Cư sĩ Tu Đạt Đa, giáo lý này các vị khất sĩ và nữ khất sĩ được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy luôn. Thưa đại đức A Nan Đà, đệ tử cư sĩ chúng con có người cũng có thể nghe hiểu và hành được giáo lý thẩm thông này. Xin đại đức A Nan Đà bạch với Phật để người cho phép giới cư sĩ chúng con được nghe, hiểu và thực hành giáo lý thẩm thông đó. Cư sĩ Tu Đạt Đa từ trần ngay buổi chiều hôm ấy. Các đại đức Xá Lợi Phất và A Nan Đà đã ở lại hộ niệm rất lâu cho cư sĩ. Gia đình của cư sĩ Cấp Cô Độc là một gia đình cư sĩ kiểu mẫu. Tất cả mọi người trong gia đình, từ cha mẹ đến con cái, người nào cũng có đức tin vững chãi nơi Phật, người nào cũng siêng năng học hỏi giáo lý và đem áp dụng vào cuộc đời. Trước đây mấy hôm, cư sĩ được biết tin rằng con gái út của mình là Sumagadda lấy chồng ở xứ Anga đã hóa độ được rất nhiều dân chúng trong vùng theo Phật. Chồng của cô trước đó là một vị quan tổng trấn ở xứ Anga, tín đồ của phái du sĩ Lõa Hình. Lần đầu được chồng ép đi thăm các vị du sĩ này, cô đã khéo léo từ chối. Với sự hiểu biết vững vàng về đạo Phật, cô đã từ từ cảm hóa được quan tổng trấn và mang được giáo lý của Phật vào đời sống của dân chúng trong vùng. Chương 76. Hoa trái của ngày hôm nay. Mùa an cư chấm dứt, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ còn chưa kịp lên đường hành hóa thì nghe chiến tranh bùng nổ giữa hai vương quốc Câu Tắc La và Ma Kiệt Đà. Đại quân của nước Ma Kiệt Đà đã vượt sông Hằng đi vào xứ Kashi thuộc lãnh thổ Câu Tắc La. Quốc vương Ajatasattu Vidhibhutta tự tay thống lĩnh binh tướng qua chinh phạt nước Câu Tắc La. Tướng lãnh thống suốt cả voi, ngựa, xe và pháo đang hướng về phía thành Ba La Nại, thủ phủ xứ Kashi. Bên phía vương quốc Câu Tắc La, sau khi được thám tử thông báo, cũng đã chuẩn bị quân đội gồm đủ voi, ngựa, xe và pháo nhắm xứ Kashi tiến tới. Việc binh quá cấp thúc, vua không kịp đến thông báo và từ giả Phật. Vua nhờ thái tử Kỳ Đà tới trình mọi sự với Phật thay vua. Phật đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin A Xà Thế Mưu Sát Cha đã lên ngôi, quốc vương Vasenadi đã tỏ ý phản kháng bằng cách lấy lại lãnh thổ của thực ấp vùng Ba La Nại mà ngày xưa thượng hoàng đã tặng cho vua Tần Bà Sa La như vật hồi môn của công chúa Kosala Devi khi công chúa về nhà chồng. Thực ấp này từ gần 70 năm nay đã đem lại cho vương quốc Ma Kiệt Đà mỗi năm một số tiền thuế trị giá 100.000 đồng vàng. Vua A Xà Thế không chịu đựng được hành động phản kháng này cho nên đã cất binh sang đánh. Đại đức Xá Lợi Phất thông báo cho các vị nam nữ khất sĩ ở đâu thì nên hành đạo ở ngay tại đó, đừng di chuyển nhiều trong thời buổi chiến tranh. Đại đức cũng xin Phật ở lại xá vệ cho đến khi tình hình yên tĩnh. Hai tháng sau, dân chúng kinh hoàng nghe tin binh tướng Câu Tắc La đã thất trận tại Kashi. Vua Vasenadi và các tướng phải rút tàn binh chạy về kinh đô. Tình hình rất khẩn trương. May thay, hệ thống phòng thủ tại xá vệ rất là kiên cố, binh tướng của vua A Xà Thế đã đuổi theo và công kích ngày đêm mà cũng không hạ được thành. Sau đó, nhờ kế hoạch của tướng Bandula, vua Vasenadi phối hợp được quân trong thành và quân từ các địa phương kéo tới để mở một cuộc tổng phản công. Lần này vua thắng lớn. Vua A Xà Thế cùng các vị tướng soái biết quyền đều bị bắt sống. Quân Câu Tắc La bắt được trên một vạn tù binh. Số binh lính còn lại hoặc chết hoặc bỏ chạy tán loạn, có đến trên một vạn. Ngoài ra, quân đội Câu Tắc La lại chiếm được rất nhiều voi, ngựa, xe và pháo của bên địch. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng, dân chúng xá vệ được lệnh tổ chức ăn mừng thắng trận. Sau khi thu xếp công việc triều đình và binh đội, vua Vasenadi đến thăm Phật tại tu viện Trúc Lâm. Vua kể cho Phật nghe những gian nan của cuộc chiến. Vua nói rằng quốc vương A Xà Thế đã tỏ ý gây hấn. Vua chỉ chiến đấu tự vệ thôi, chứ không hề chịu trách nhiệm về việc châm lửa chiến tranh. Vua trình với Phật là có lẽ quốc vương A Xà Thế đã nghe lời những vị mưu thần nhiều quá. Bạch Thế Tôn, quốc vương Ma Kiệt Đà dù sao cũng là cháu của trẫm, trẫm không nỡ giết, cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Phật chỉ dạy cho trẫm. Phật nói, đại vương, xung quanh đại vương có biết bao nhiêu thần tử và bạn hữu trung thành. Đại vương thắng trận này không có gì là lạ, nhưng xung quanh quốc vương A Xà Thế có nhiều phần tử xấu, và vì vậy vua ấy đã đi lầm đường lạc đường. Như Lai đề nghị là đại vương nên lấy lễ để tiếp đại quốc vương Ma Kiệt Đà cho đúng cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Nhưng đại vương cũng phải có thì giờ để dạy quốc vương Ma Kiệt Đà như dạy một người cháu ruột. Đại vương hãy nhấn mạnh đến sự cần thiết của những người bạn hữu tốt và những kẻ thần tử trung kiên,
và cuối cùng đại vương có thể đặt tiệc và đưa vua Xứ Ma Kiệt Đà về nước. Niềm an bình của tâm họ tùy thuộc nơi sự khéo léo của đại vương. Rồi Phật cho gọi một vị khất sĩ trẻ tuổi tên là Silavat lên và giới thiệu vị này với vua Basenadi. Khất sĩ Silavat vốn là một vị thái tử, con vua Tần Bà Sa La, em cùng cha nhưng khác mẹ với vua A Xà Thế. Silavat là một người con trai khá thông tuệ. Từ 16 tuổi, chàng đã được theo học với Đại Đức Mục Kiền Liên và đã là một người đệ tử tại gia xuất sắc của Đại Đức. Sau cuộc chính biến xảy ra tại thủ đô Viên Xá, chàng đã xin Đại Đức cho chàng xuất gia. Sau lễ xuất gia, khất sĩ Silavat đã được gửi về tu viện Kỳ Viên ở thủ đô Xá Vệ để tu học. Đại Đức Mục Kiền Liên nghĩ rằng dù Silavat không có ý tranh giành quyền hành với vua A Xà Thế, nhưng gửi vị khất sĩ này qua tu học ở nước Câu Tắc La vẫn là có an ninh hơn. Vua Basenadi hỏi thăm Đại Đức Silavat về tình trạng hoàng gia bên Dương Xá, và thầy đã cung kính nói hết cho vua nghe tất cả những gì tai nghe mắt thấy. Đại Đức cho vua biết là năm ngoái đã có một người từ thủ đô xứ Ma Kiệt Đà tới với sứ mạng ám sát Đại Đức, nhưng Đại Đức đã cải hóa được người ấy và độ cho người ấy được xuất gia. Hiện vị khất sĩ kia đang được tu học ở trong một trung tâm không xa thành phố. Quốc vương Basenadi cung kính lại tạ Phật và trở về cung điện. Vua A Xà Thế sau đó được trả tự do và đưa về nước. Lấy tình thương để xóa bỏ hận thù, vua Basenadi lại đem công chúa Vachira mà gả cho vua A Xà Thế nữa. Quốc vương A Xà Thế đã là cháu, nay lại trở nên con rể của vua. Vua còn hứa là sẽ trả lại thực ấp ở Ba La Nại mà ngày xưa thượng hoàng Maha Câu Tắc La đã tặng cho xứ Ma Kiệt Đà. Quốc vương Câu Tắc La đã nghe lời Phật một cách đúng mức. Chiến tranh đã kết thúc. Các vị khất sĩ và nữ khất sĩ lại được phép lên đường hoằng hóa. Vua Basenadi truyền xây dựng một tu viện mới cho giáo đoàn khất sĩ tại Viên Thủ Đô. Tu viện này lấy tên là Raja Karama. Phật ở lại Vương quốc Câu Tắc La liên tiếp trong 2 năm, an cư mùa mưa tại tu viện Kỳ Viên và đi giáo hóa ở nội địa trong những thời gian còn lại. Thỉnh thoảng có tin tức từ Vương quốc Ma Kiệt Đà do các vị khất sĩ du hành đem về cho Phật. Các vị ấy kể là sau khi Phật rời Vương quốc, Đại Đức Đề Bà Đạt Đa không còn được vua A Xà Thế kính nể nữa. Trong số hơn 100 vị khất sĩ còn ở lại với Đại Đức, 80 vị đã bỏ Đại Đức để trở về với giáo đoàn của Phật và đều được đón nhận trở lại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức càng ngày càng bị cô lập. Gần đây Đại Đức bị ốm nằm liệt trên núi Gây Gia Si Sa, không đi đâu được cả. Từ ngày chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Câu Tắc La và Ma Kiệt Đà, vua A Xà Thế cũng không còn gặp gỡ Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Vua cũng không có liên lạc nào với giáo đoàn khất sĩ của Phật. Vua chỉ thân cận với các vị lãnh đạo của những giáo phái khác. Tuy vậy, giáo đoàn khất sĩ vẫn được tiếp tục hành đạo một cách yên ổn. Dân chúng cũng như các vị khất sĩ rất mong ước được Phật trở về. Núi Linh Thú và tu viện Trúc Lâm vẫn còn chờ đợi Phật. Y sĩ Tỳ Bà cũng rất tha thiết mong Phật trở về. Mùa đông năm ấy, hoàng hậu Malika băng, vua Basenadi buồn quá, tìm tới Phật để được an ủi. Hoàng hậu là một người bạn đời rất xứng đáng của vua và đã được vua thương yêu hết lòng. Hoàng hậu là một người theo Phật thuần tính, thông minh, sáng suốt, thông hiểu giáo pháp một cách sâu xa. Ngay trước khi vua được gặp Phật và tin Phật, bà đã khuyên vua hành động cho phù hợp với chánh pháp. Có lần chị nằm mộng thấy những điều quái gở, vua Basenadi nghĩ rằng sẽ có những việc rủi ro xảy đến cho mình. Tin vào các vị Bà La Môn và đạo sĩ ngoại đạo, vua đã cho chuẩn bị tổ chức tế đàn, sát hại châu bò để cầu thần linh phù hộ. Chính hoàng hậu đã can gián vua, thuyết phục vua hủy bỏ dự án thiết lập tế đàn. Hoàng hậu còn tham dự và bàn bạc về cả chính sự và soi sáng cho vua rất nhiều trong lúc vua đi tìm những quyết định có liên hệ tới vận mạng của đất nước. Hoàng hậu là một trong những người nữ đệ tử tại gia xuất sắc của Phật. Bà rất ham học hỏi về giáo lý. Bà có thành lập một công viên với một hàng rào cây Kinduka bao quanh, có hội trường để tham cứu về giáo pháp. Bà đã có mời Phật và các vị cao đức tới hội trường này để thuyết pháp và hướng dẫn những cuộc thảo luận. Công viên này cũng mở cửa cho những vị lãnh đạo các giáo phái. Đau khổ vì bị mất người bạn đời đã 40 mấy năm sống chung, vua tìm đến Phật. Ngồi yên lặng thật lâu bên Phật, vua cảm thấy tâm hồn an tịnh trở lại. Vua nghe lời Phật để thêm thì giờ vào việc tu tập thiền quán. Phật nhắc lại lời vua nói trước đây là khi tuổi về già, mình phải tinh cần sống đúng theo chánh pháp và tạo hạnh phúc cho mọi người. Phật khuyên vua tìm cách cải thiện nguồn máy tư pháp và kinh tế. Người nói, những hình phạt như đánh đập, tra tấn, giam cầm và tử hình không phải là những biện pháp có hiệu lực nhất để ngăn chặn trộm cướp. Gặp thời đói kém và loạn lạc, những vụ trộm cướp và bạo động tự nhiên tăng lên bội phần. Vì vậy, chính sách an dân và giúp dân xây dựng lại kinh tế là chính sách căn bản. Những biện pháp cần làm là cấp thực phẩm, lúa giống và phân bón cho nông dân nghèo để họ có thể sinh sống và sản xuất, cấp vốn cho nhà buôn, tăng lương bổng cho công ty chức, miễn thuế cho dân nghèo.
phế bỏ phương pháp đe dọa, bắt buộc và đàn áp người lao công, cho họ chọn làm nghề mà họ thật sự ưa thích, tạo cơ hội và phương tiện cho họ được hành những nghề ấy. Phật nói chính sách kinh tế phải là một chính sách tự nguyện. Những lời dạy về chính trị này, nhờ ngồi bên Phật, hôm ấy, Đại Đức Ananda đã được nghe. Đại Đức đã trùng tuyên lại những ý này trong kinh Kutadanta. Một buổi chiều tại tu viện Lộc Mẫu, Đại Đức Ananda thấy Phật xoay lưng về phía mặt trời. Đại Đức không hiểu tại sao, bởi vì thấy tôn thường ưa nhìn cảnh mặt trời khuất bóng. Đại Đức tới gần và hỏi Phật. Phật nói, Phật đứng như thế để cho ánh sáng mặt trời sưởi ấm lưng người. Đại Đức lấy tay xoa lưng Phật một hồi lâu cho ấm, rồi Đại Đức mời Phật ngồi xuống ghế tre và xoa bóp hai chân cho Phật. Vừa xoa bóp, Đại Đức vừa nói, Thế Tôn, con đã được làm thị giả cho Thế Tôn 15 năm nay. Con nhớ những năm trước, nước da của người còn vàng ánh và ấm mướt. Nay da Thế Tôn đã nhăn, và những bắp thịt nơi chân Thế Tôn đã teo lại rất nhiều, những lóng xương lộ ra rất rõ. Phật cười, sống lâu thì già, có sao đâu Ananda. Mắt và tai của Như Lai cũng không còn được tinh nhuệ như trước. Ananda, thầy có nhớ núi thú và những khóm tre ở tu viện Trúc Lâm không? Thầy có muốn về leo lên núi thú để nhìn cảnh mặt trời khuất bóng không? Lạy Phật, nếu Phật muốn về linh thú thì con xin đi theo hầu người. Mùa nóng năm ấy, Phật lên đường trở về thủ đô nước Ma Kiệt Đà. Người đi thông thả, lộ trình được chia ra nhiều chặng. Người ghé thăm những trung tâm tu học, dạy dỗ giới xuất gia, thuyết pháp và nhắc nhở giới tại gia. Người đi qua nội địa các vương quốc Thích Ca, Mạt La, Videha, Vachi và cuối cùng vượt qua sông Hằng, qua nước Ma Kiệt Đà. Trước khi về thủ đô, người ghé thăm trung tâm tu học tại Nalanda. Tu viện Trúc Lâm và núi Linh Thứ vui như ngày hội khi Phật về tới. Dân chúng thủ đô và các miền lân cận đổ xô về thăm Phật rất đông. Cả một tháng sau khi Phật về tới, y sĩ Kỳ Bà mới có dịp mời được Phật về vườn xoài của ông. Tại vườn xoài xanh mát này, y sĩ đã dựng được một giảng đường lớn, đủ chỗ cho Phật nói chuyện với 1000 vị khất sĩ. Ngồi trước tỉnh thất của người tại vườn xoài, Phật nghe Kỳ Bà kể lại những chuyện đã xảy ra trong triều đình và vương quốc. Ông nói hiện Thái hậu Vi Đề Hy đã tìm lại được nếp sống an tịnh. Bà ăn chay, tập thiền, quán niệm về Tam Bảo một cách thường xuyên. Vua A Xà Thế đang bị khủng hoảng tâm lý trầm trọng, bị ám ảnh bởi cái chết của Thượng Hoàng, bị lương tâm cắn rứt ngày đêm, vua sinh ra mất ngủ, thần kinh của vua suy nhược, vua hay mất bình tĩnh và thường nằm mơ thấy những cơn ác mộng, tỉnh dậy mồ hôi tháo chảy đầm lìa. Y sĩ đã đến chữa trị cho vua gần nửa năm nay, nhưng tâm bệnh của vua vẫn còn là nguồn gốc của nhiều biến chứng khác. Vua đã dời những vị đạo sĩ thuộc các giáo phái tới để tham vấn và chữa trị tâm bệnh cho vua, nhưng không có vị nào giúp được gì. Những vị này thuộc về các giáo phái Makali Gosala, Achita Kosa Kamali, Bakuda Katkayana, Nigantha Natabutra và cả Sanchaya Belathibutra nữa. Vị nào cũng muốn làm vừa lòng vua để giáo phái mình được thừa hưởng ân huệ, nhưng không vị nào thành công. Có một hôm, vua dời Thái hậu vào ăn cơm chung với Hoàng hậu và Thái tử Udayipada. Thái tử Udayipada chưa đầy 3 tuổi, nhưng tính tình đã khó khăn và không điềm đạm chút nào. Vua thương yêu Thái tử rất mực. Thái tử đòi gì được nấy. Hôm đó Thái tử đòi đem con chó vào bàn ăn chung. Đây là một điều cấm kỵ, nên vì chiều con, vua đã cho phép Thái tử đem chó vào. Trong bữa ăn, hơi gượng với Thái hậu, vua nói, đem chó vào bàn ăn thật không dễ chịu tí nào. Thái hậu nói, con thương con của con, cho nên con để nó đem con chó vào ngồi chung. Điều này có gì là lạ? Con có nhớ ngày xưa cha con vì thương con mà hút máu mủ trong tay của con không? Con không nhớ, xin Thái hậu kể lại cho con nghe. Một hôm, ngón tay trỏ của con bị đau và sưng vù lên. Một cái nhọt đã mọc ngay dưới móng tay, làm nhức nhối khiến con khóc suốt ngày đêm. Không có đêm nào con ngủ được, cha và mẹ của con cũng không tài nào nhắm mắt. Cha con ẵm con để lên đầu gối, ngậm ngón tay đau của con trong miệng để truyền hơi ấm qua. Một mặt để cho con đỡ đau, một mặt để cái nhọt nhờ sức ấm mà cương mủ sớm. Như thế trong suốt 4 ngày đêm, khi cái nhọt đã cương mủ và mủ đã chín, cha con mới bắt đầu hút cho mủ thoát ra khỏi ngón tay. Nhờ vậy mà con mới lành bệnh. Cha con hút hết mủ và máu độc rồi, nhưng không dám rút tay con ra vì sợ con bị rát. Cha con cứ giữ mủ và máu trong miệng như thế, cho đến khi không chịu nổi, thì cha con nuốt máu và mủ ấy vào bụng, rồi cứ tiếp tục ngậm ngón tay của con cho con đỡ rát. Mẹ nói như vậy để con biết ngày xưa cha con thương con như thế nào. Bây giờ con thương con của con, cho nó đem chó vào bàn ăn. Điều đó thì mẹ hiểu, mẹ có trách gì con đâu. Nghe Thái hậu kể, vua ôm đầu chạy vào trong cung, bỏ cả bữa ăn. Từ đó tâm bệnh, ngày Kỳ Bà tới chữa trị cho vua, nghe vua kể đủ mọi thứ chuyện, kể cả chuyện tham vấn với các vị Bà La Môn và đạo sĩ, nhưng Kỳ Bà vẫn không nói gì. Vua hỏi, Kỳ Bà, tại sao huynh không nói gì hết vậy? Kỳ Bà tâu,
Tôi chỉ muốn nói với bệ hạ một điều mà thôi. Tôi nghĩ chỉ có Sa Môn Cù Đàm mới giúp được bệ hạ cởi bỏ được những khổ đau ẩn ức trong tâm. Bệ hạ nên tìm tới Phật để được người chỉ dạy. Vua im lặng. Một lát sau, vua nói: Trẫm sợ Sa Môn Cù Đàm còn thù ghét trẫm. Bệ hạ đừng nói vậy. Sa Môn Cù Đàm không hề thù ghét ai cả. Phật là thầy của Thượng Hoàng và cũng là người bạn thân thiết nhất của Thượng Hoàng. Bệ hạ tới với Phật thì cũng như tới với Thượng Hoàng vậy. Bệ hạ tới với Phật để tìm lại sự an ổn trong tâm hồn và cũng là để hàn gắn lại những gì đã đổ vỡ trong quá khứ. Tài y khoa của tôi không bằng được một phần triệu tài chữa trị của Phật. Phật không phải là một ông thầy thuốc mà là vua của những ông thầy thuốc. Có người đã gọi Phật là Y Dương. Sau cuộc đàm đạo đó, vua đã chấp nhận việc đi thăm Phật. Y sĩ Kỳ Bà xin Phật nghỉ ngơi trên núi Ích Tháng và đi thăm mọi các trung tâm tu học trong vùng. Y sĩ mong ước sẽ được tỉnh Phật về vườn xoài an trú một tháng trong mùa nóng. Chính trong vườn xoài của ông mà y sĩ Kỳ Bà đã sắp đặt cuộc gặp gỡ với vua và Phật. Lần đầu vua ngự giá tới thăm Phật là vào một đêm trăng. Vua cùng đi với hoàng gia và các cung phi mỹ nữ, có quân lính đi hộ tống. Đi gần tới chỗ Phật, bỗng nhiên vua phát ra sợ hãi, tấp gáy dựng ngược. Vua cảm thấy cảnh tượng an tịnh quá. Kỳ Bà đã nói Phật ở chung với gần 1000 vị khất sĩ, vậy mà tại sao khung cảnh quá yên lặng như thế này? Vua sợ bị người ta lừa vua tới để đánh úp. Vua hỏi Kỳ Bà có phải là y sĩ đang lừa vua đi vào chỗ hiểm địa của kẻ thù không? Kỳ Bà cười ngất. Ông chỉ cho vua một ngôi nhà có cửa sổ tròn, từ đó có ánh sáng phát ra. Ông nói: Phật hiện đang ngồi trong giảng đường với các vị khất sĩ. Vua xuống voi, đi với Kỳ Bà và những người hộ vệ, đuốc thắp sáng trưng. Vào tới cổng giảng đường, Kỳ Bà chỉ cho vua thấy một người đang ngồi trên pháp tòa, dựa lưng vào cục nhà chính giữa. Trước mặt tòa các vị khất sĩ đang trang nghiêm ngồi. Kỳ Bà nói: Phật là người ngồi chính giữa đó. Vua rất lấy làm cảm phục. Gần 1000 người ngồi mà im lặng, không có một tiếng động nào. Cảnh tượng trang nghiêm quá đỗi. Ngày xưa vua đã từng thấy Phật trong cung, nhưng đã có bao giờ vua tới tu viện để gặp Phật và nghe thuyết pháp đâu. Phật mời vua và hoàng gia ngồi. Thái hậu Vi Đề Hy cũng có mặt đêm ấy. Vua lên tiếng hỏi Phật: Trẫm chỉ được nghe Thế Tôn giảng đạo có một lần ở hoàng cung hồi trẫm còn nhỏ. Thế Tôn, hôm nay trẫm muốn hỏi Thế Tôn câu hỏi này. Tu hành không biết có kết quả gì không, mà trẫm thấy hàng ngàn, hàng chục ngàn, có khi hàng vạn người bỏ nhà đi tu như vậy. Phật hỏi vua xem vua đã hỏi ai câu ấy chưa. Vua trả lời là vua đã hỏi nhiều vị chức sắc lớn trong các giáo phái, nhưng chưa có câu trả lời nào làm vua vừa ý cả, kể cả câu trả lời của Đại Đức Đề Bà Đạt Đa. Phật nói: Đại Dương, hôm nay Như Lai sẽ nói cho Đại Dương nghe về những hoa trái của sự tu học trong đạo pháp này. Những hoa trái có thể thấy được trong hiện tại và những hoa trái sẽ hái gặp được trong tương lai. Đại Dương sẽ không cần đi vào các ngõ ngách của lý luận. Đại Dương chỉ cần nhận xét cho tinh tường thì đã có thể thấy được những hoa trái ấy của sự tu học rõ ràng như thấy trái xoài để trên một bàn tay. Đại Dương, ví dụ một người nọ đang làm tôi tớ cho người ta, thức khuya dậy sớm hầu hạ và làm theo mệnh lệnh của chủ. Một hôm bỗng có tư tưởng như sau: chủ là người, mình cũng là người, tại sao mình phải đày đọa mình như thế này? Nghĩ như thế, người ấy từ bỏ thân phận coi đồi, xin xuất gia tu đạo, đi vào chánh pháp, sống theo nếp sống phạm hạnh, tinh cần tỉnh thức, ăn ngày một bữa, tập thiền hành thiền tọa, đi đứng trang nghiêm, trở nên một vị khất sĩ có uy nghi, có dung hạnh, có đạo đức. Đại Dương nghĩ sao? Biết được vị khất sĩ ấy ngày xưa vốn là thân phận tôi đồi, Đại Dương có gọi người ấy tới và nói: này người kia, hãy lại đây, hãy làm nô bộc cho ta, hãy thức khuya dậy sớm và thi hành mọi mệnh lệnh của ta, hay không? Vua nói: Thế Tôn, trẫm sẽ không làm như vậy, sẽ không nói như vậy. Trái lại, trẫm sẽ cung kính làm lễ người ấy, mời người ấy ngồi xuống để cúng dường và sẽ ra lệnh bảo vệ cho người ấy đúng theo luật pháp. Phật nói: Đại Dương, đó là hoa trái đầu tiên mà người Sa Môn khất sĩ gặt hái. Người ấy thoát được sự kỳ thị giai cấp, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giàu nghèo và khôi phục được phẩm cách của một con người. Vua nói: hay lắm Thế Tôn, xin người dạy thêm. Phật nói: Đại Dương, nhân phẩm tuy vậy chỉ là những hoa trái đầu. Vị khất sĩ nhờ hành trì 250 giới mà được an trú trong một trạng thái vô ưu và thanh tịnh. Những người không giữ giới có thể phạm vào các tội lỗi như giết người, trộm cắp, tà dâm, dối gạt, say sưa và tự đưa mình tới những hình phạt đớn đau về thân thể cũng như về tâm thần. Vị Sa Môn khất sĩ không những hành trì năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối gạt, không say sưa, mà còn hành trì trên 200 giới khác. Vì vậy, vị ấy sống trong một trạng thái thật an ninh, thật nhẹ nhõm, trạng thái mà những người không giữ giới không thể nào có được.
giới luật ngăn ngừa không để cho ta rơi rớt vào lỗi lầm, đem lại cho ta một trạng thái an ninh và nhẹ nhõm. Đó là một hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại. Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho. Đại Vương, vị sa môn khất sĩ không có gì ngoài ra ba chiếc áo cà sa và một chiếc bình bát. Người ấy không có gì để sợ mất, sợ cướp, sợ tháng đoạt. Người ấy không gây thù oán, không sợ ai ban đêm tới hành thích mình. Vị ấy có thể ngủ một mình trong rừng dưới một gốc cây thanh thản, vô ưu, lặng lẽ. Không sợ hãi là một niềm hạnh phúc lớn. Đó là một loại hoa trái khác của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong thời gian hiện tại. Vua bỗng rùng mình, rồi vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người dạy tiếp cho trẫm. Phật lại tiếp: Đại Vương, vì sao môn khất sĩ sống đơn giản tới mức tối đa, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, bình bát một chiếc, nhưng cơm ngàn nhạt, không nghĩ đến chuyện làm giàu, không chạy theo danh vọng, không tích trữ, không gom góp, sống đúng theo phép tri túc và không chạy theo một tham vọng hay một ước muốn nào. Sự thảnh thơi là một niềm hạnh phúc lớn, đó cũng là một loại hoa trái của sự tu học, có thể gặt hái ngay trong giờ phút hiện tại. Vua thốt lên: Hay lắm, Thế Tôn, kính xin người dạy tiếp cho trẫm. Vẫn với giọng điềm đạm, Phật nói: Đại Vương, nếu Đại Vương biết quán niệm hơi thở, biết thực tập thiền quán, thì Đại Vương mới có được ý niệm về hạnh phúc của người tu. Hạnh phúc đó là thiền duyệt. Vì sa môn khất sĩ biết giữ gìn sáu căn của cảm giác, biết đối trị lại năm loại trở lực của tâm ý là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ. Trong khi sử dụng phép quán niệm hơi thở để thực tập thiền quán, vị ấy làm phát sinh những trạng thái hỷ và lạc trong thân tâm mình để nuôi dưỡng thân tâm và đi tới trên con đường ngộ đạo. Những cảm giác dễ chịu do ngũ dục đem đến không thể nào bị kịp với thứ hỷ lạc do thiền định thực hiện. Hỷ và lạc này thấm nhuần thân tâm, trị lành tất cả những âu lo sầu khổ, thất vọng, đưa người hành giả tiếp xúc với những gì màu nhiệm nhất của thực tại. Đại Dương, đây là một loại hoa trái quan trọng của sự tu học. Loại hoa trái này cũng có thể gặt hái được ngay trong giờ phút hiện tại. Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người cứ giải tiếp cho trẫm. Đại Dương, vị sa môn khất sĩ nhờ an trú tinh cần trong giới luật và chánh niệm mà có định tâm, lấy định tâm ấy mà quán chiếu vạn pháp trên thế gian. Nhờ quán chiếu mà vị sa môn khất sĩ thấy được tính cách vô thường và vô ngã của vạn pháp. Nhờ thấy được tự tính vô thường và vô ngã của vạn pháp, nên vị sa môn khất sĩ không bị tham đắm vào bất cứ pháp nào và không bị bất cứ pháp nào trói buộc. Vị sa môn khất sĩ nhờ đó cắt đứt được những sợi dây phiền não thường trói buộc con người. Đó là những sợi dây tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Cắt đứt được những sợi dây phiền não ấy rồi, vị sa môn khất sĩ đạt tới trạng thái giải thoát thảnh thơi. Đại Vương, giải thoát là một hạnh phúc lớn, một loại hoa trái lớn nhất của sự tu học. Đại Vương, trong số những vị khất sĩ ngồi ngay trong thính chúng đây, có vị đã chứng đắc được thứ hoa trái đó. Hoa trái này, Đại Vương cũng có thể gặt hái được ngay trong kiếp hiện tại. Vua nói: Hay lắm, Thế Tôn, xin người tiếp tục dạy dỗ cho trẫm. Phật lại nói: Đại Vương, vì sa môn khất sĩ nhờ quán chiếu về tự tánh của vạn pháp, thấy sâu vào trong tự tính ấy và biết rằng các pháp là không sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không một, không nhiều, không đến, không đi. Vì sa môn khất sĩ do đó đạt được cái thấy thanh tịnh, không phân biệt, nhìn vạn pháp trong thế gian bằng con mắt tuyệt đối bình tĩnh, không sợ hãi, không lo lắng, cởi trên sóng sinh tử mà đi vào cuộc đời để cứu độ cho chúng sanh, chỉ bày cho chúng sanh con đường chánh pháp, để chúng sanh cũng được nếm hương vị của giải thoát, của vô ưu và của hỷ lạc. Đại Vương, được giúp đỡ người khác, được dắt dẫn người khác ra khỏi vũng lầy của tham vọng, hận thù và si mê, đó là một niềm vui lớn. Niềm vui này là một loại hoa trái rất đẹp đẽ của sự tu học, có thể thực hiện tích ra là một phần nào đó trong hiện tại và sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai. Đại Vương, các vị khất sĩ trong những tiếp xúc hàng ngày với dân chúng có nhiệm vụ hướng dẫn dân chúng đi trên con đường đạo đức và giải thoát. Đại Vương, các vị khất sĩ tuy không làm chánh trị nhưng cũng đóng góp vào công trình xây dựng an lạc và đạo đức cho xã hội. Hoa trái của sự tu học không phải là để riêng cho người sa môn tu sĩ hưởng thụ, mà là gia tài của cả quốc gia và nhân loại. Vua đứng dậy
chắp hai tay lại một cách cung kính, vô bạch. Di diệu thai, Thế Tôn, bằng những lời đơn giản, Thế Tôn đã soi sáng cho trẫm, đã giúp trẫm thấy được giá trị chân thật của chánh pháp. Thế Tôn đã dựng lại những gì mà đã ngã xuống, phơi bày những gì đã bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem lại ánh sáng rọi vào nơi tối tăm. Xin Thế Tôn nhận cho con làm đệ tử của người, cũng như ngày xưa Thế Tôn đã nhận phụ hoàng và mẫu hậu của con làm đệ tử của Thế Tôn. Và vua sụp lạy xuống. Phật mỉm cười, chấp nhận lời thỉnh cầu của vua. Người bảo đại đức Xá Lợi Phất dạy cho vua và hoàng hậu đọc ba lời quay về nương tựa. Lễ quy y xong, vua nói: bây giờ trời đã khuya, chúng con xin phép Thế Tôn để trở về cung an nghỉ. Sáng mai chúng con đã phải có buổi chầu rất sớm. Phật dạy: đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ là phải làm. Tuy buổi gặp gỡ này giữa vua và Phật không phải là một buổi gặp gỡ riêng tư, và Phật giảng kinh Sa Môn Quả không phải chỉ để cho vua nghe, mà cũng là để cho tất cả các vị khất sĩ có mặt đêm ấy. Nhưng sau buổi đó, bệnh tình của vua đã thuyên giảm đi quá nữa. Đêm ấy, vua nằm mơ thấy Thượng Hoàng nhìn vua mỉm cười. Vua có cảm tưởng đã nối lại được một cái gì đã gãy, dựng lên được một cái gì đã ngã xuống. Buổi gặp gỡ đã làm đẹp lòng vua, mà cũng làm đẹp lòng dân chúng. Sau lần gặp gỡ đó, vua thường đến thăm Phật mà không cần qua sự sắp đặt của y sĩ Kỳ Bà nữa. Vua cũng không đem theo voi ngựa và binh sĩ hộ tống. Vua cũng đã trèo lên những bậc đá để lên núi Linh Thú như vua Tần Bà Sa La ngày xưa. Trong những buổi gặp gỡ riêng với Phật, vua đã có dịp thổ lộ tâm tình và sám hối với Phật về những tội lỗi của vua trong quá khứ. Phật đối với vua ngọt ngào như đối với một đứa con của người. Phật khuyên vua nên dùng người có đạo đức trong giới quần thần và cố vấn. Cuối mùa an cư năm ấy, y sĩ Kỳ Bà xin Phật được xuất gia. Ông được Phật ban cho pháp danh là Vimala Kondana. Ka Kondana. Ka Kondana. Ka Kondana. Ka. Chương 77. Sinh tử là hoa đốm giữa hư không. Mùa an cư hoàn mãn, Phật cùng Ananda đi hành hóa khắp nơi trong xứ Ma Kiệt Đà. Những chốn đông xăm nhất biết Phật đều có tới, nhưng không có nơi nào người không dừng lại để thăm viếng các trung tâm tu học, để dạy dỗ và sách lệ các vị khất sĩ và nói pháp thoại cho giới cư sĩ. Đại đức Ananda thường được Phật chỉ cho thấy những cảnh tượng đẹp đẽ. Đại đức vốn ít để ý đến phong cảnh vì tâm trí mãi lo cho Phật. Phật biết như thế nên thường nhắc thầy. Đại đức nhớ lại trong suốt gần 20 năm làm thị giả cho Phật, Phật đã chỉ cho thầy xem biết bao nhiêu là cảnh đẹp. Người hay nói: nhìn đi, Ananda, núi thú đẹp biết bao, khả ái biết bao. Này Ananda, động sắc Chapani đẹp quá. Này Ananda, trúc lâm tu viện dễ thương biết bao. Có một lần đứng trên đồi, Phật đã chỉ cho Ananda thấy những thửa ruộng chín vàng bao bọc bởi những bờ cỏ xanh. Người khen cảnh ấy đẹp và bảo đại đức nên phỏng theo mô thức ấy để may áo phước điền Sanati cho các vị khất sĩ. Ananda thấy rõ ràng qua Phật là người tu biết thưởng thức những gì hay và đẹp, nhưng không vướng mắc vào bất cứ một cái đẹp hay một cái xấu nào. Mùa mưa năm sau, Phật về tu viện Kỳ Viên an cư. Vua Basenadi đi du hành mãi tới giữa mùa an cư mới về. Về tới kinh đô, biết Phật hiện đang an cư, vua liền đến thăm Phật. Vua nói với Phật là vì tuổi đã lớn, vua không ưa ở hoài trong cung điện. Vua ưa đi đây đi đó để thấy được những cảnh đẹp của thiên nhiên. Giao công việc cho các quan đại thần, vua đi rong chơi, đem theo một đoàn tỳ tùng nhỏ. Không những vua đi du ngoạn ở những nơi trong nước, vua còn đi rong chơi ở các nước ngoài. Không phải với tư cách một vị quốc vương cần phải được đón tiếp theo quốc lễ, mà với tư cách một kẻ hành hương. Vua đi dạo chơi mà cũng như để thực tập thiền hành, bỏ ra ngoài mọi ưu tư, vua bước từng bước thanh thản và chú ý đến cảnh vật. Vua nói những cuộc du ngoạn như vậy làm ấm lòng vua. Thế Tôn, trẫm năm nay đã 78 tuổi, Thế Tôn cũng vậy. Trẫm nghe nói Thế Tôn gần đây cũng ưa đi du sơn ngoạn thủy. Trẫm cũng đã lớn tuổi như Thế Tôn, nhưng trẫm không làm được ích lợi gì cho ai. Còn Thế Tôn thì đi đâu cũng dạy dỗ và hướng dẫn cho mọi người tu học. Thế Tôn đến đâu là như mặt trời chiếu sáng đến đó. Rồi vua tâm sự với Phật về một nỗi đau thầm kín của vua. Số là trong một cuộc âm mưu đảo chánh xảy ra tại kinh đô 7 năm về trước, vua đã kết tội lầm một vị tổng tư lệnh quân đội hoàng gia là tướng Bandula và đã xử tử ông. Mấy năm sau, vua mới biết là mình lầm. Vua hối hận lắm. Vua đã tìm mọi cách để phục hồi danh dự cho tướng Bandula và đã bồi thường cho gia đình ông. Vua cũng đã cất nhắc cháu của ông là tướng Karajana lên chức tổng tư lệnh quân đội hoàng gia. Có Phật an cư tại thủ đô, vua đến tu viện Kỳ Viên hầu như mỗi ngày để hoặc nghe thuyết pháp, hoặc tham dự vào những cuộc pháp đàm, hoặc được ngồi im lặng với Phật. Mãn mùa an cư,
Phật lại lên đường du hóa, và vua cũng cùng đoàn tùy tùng của vua đông chơi khắp chốn, gọi là đi tuần thú. Năm sau, cuối mùa an cư, Phật đi lên xứ Kuru. Sau khi ở đó 2 tháng, Phật lại theo bờ sông đi xuống Câu Tắc La, về Ba La Nại, ghé Tỳ Xá Ly, rồi lại đi lên miền Bắc. Một hôm nọ, đang cư trú hành đạo tại quận lỵ Medanlupa, một quận lỵ nhỏ trong vương quốc Thích Ca, quê hương của mình, Phật tình cờ gặp vua Basenadi. Lần này vua đi du hành có đem theo thái tử Vedudapa và tướng Karayana theo. Vua muốn làm vua lòng vị cẩn thận, mà ngày xưa vì lỗi lầm vua đã kết tội một cách oan uổng người bác của ông ta. Đang đi du sơn ngoạn thủy, vua chợt nhớ Phật và hỏi thăm không biết Phật hiện giờ ở đâu. Người ta cho vua biết là Phật đang hành đạo ở quận Medanlupa. Medanlupa chỉ cách Nagaraka nơi vua đang du ngoạn chỉ chừng nửa ngày đường. Mừng quá, vua bảo Karayana thắng xe đưa vua tới thăm Phật. Đoàn tùy tùng của vua chỉ đem theo có 4 chiếc xe. Tới Medanlupa, vua hỏi thăm và biết được Phật đang cư trú trong công viên quận lỵ. Xa giá của vua đậu lại ngoài cổng, để đoàn tùy tùng ở lại bên ngoài. Vua bảo tướng Karayana cùng đi với vua vào công viên. Thấy bóng các vị khất sĩ áo vàng qua lại, vua tìm tới một vị gần nhất và hỏi thăm Phật ở đâu. Vị khất sĩ chỉ cho vua một ngôi nhà ẩn dưới bóng cây, bóng lá và nói: "Tâu hoàng thượng, Phật đang ở trong ngôi nhà đó, cửa đóng. Nhưng hoàng thượng cứ thông thả đi tới, rồi hoàng thượng ho lên 1 tiếng và gõ 2 tiếng, thế nào Đức Thế Tôn cũng mở cửa và rước hoàng thượng vào." Vua cởi thanh gươm và tháo dương miệng xuống trao cho vị tướng lãnh, bảo ông ta trở lại với đoàn tùy tùng để đợi mình. Rồi vua một mình tiến về ngôi nhà nơi Phật ở. Tới trước cửa, vua đằng hắn và ho lên 1 tiếng, chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở. Phật mừng khi thấy vua, người cầm tay dắt vua vào trong nhà. Hai đại đức Ananda và Xá Lợi Phất hiện có mặt để hầu chuyện với Phật trong tịnh thất, cũng đứng dậy chào đón vua. Phật mời vua ngồi trên 1 chiếc ghế, rồi tự mình ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện. Hai vị đại đức đứng hầu sau lưng Phật. Vừa ngồi xuống, vua đã đứng dậy, vua lạy xuống dưới đất và ôm hôn 2 bàn chân của Phật. Vua quỳ trong tư thế ấy thật lâu, hai tay vuốt ve 2 bàn chân của Phật, miệng nói: "Thế Tôn, trẫm là Basenadi vua nước Câu Tắc La, trẫm xin kính làm lễ Thế Tôn. Trẫm là Basenadi vua nước Câu Tắc La, trẫm xin kính làm lễ Thế Tôn." Phật đỡ vua dậy, người mời vua ngồi lại một lần nữa xuống ghế, rồi người nói: "Đại vương, sao hôm nay đại vương lại lễ lạy cung kính quá đáng như thế? Chúng ta không phải là một đôi bạn thân thiết hay sao?" Vua nói: "Thế Tôn, con có một vài điều mà con muốn tự miệng con nói ra để Thế Tôn nghe, con sợ không có dịp." Phật dịu dàng: "Điều gì, xin đại vương cứ nói." "Thế Tôn, con hoàn toàn tin tưởng nơi Thế Tôn, bậc toàn giác. Con hoàn toàn tin tưởng nơi giáo pháp của Phật và nơi giáo đoàn khất sĩ của người. Con đã từng thấy và gặp gỡ những tu sĩ Bà La Môn và các đạo sĩ các giáo phái. Họ có thể tu hành đứng đắn, có khi được 10, 20, 30 hay 40 năm. Nhưng sau đó con lại thấy họ bỏ cuộc và đi vào nếp sống ngũ dục. Ở trong đạo pháp của Thế Tôn, con thấy các vị khất sĩ hầu hết đều tu phạm hạnh cho đến trọn đời. Thế Tôn, con từng thấy vua chúa chống đối vua chúa, tướng sĩ âm mưu chống tướng sĩ, Bà La Môn chống Bà La Môn, vợ cãi cọ với chồng, con cãi cọ với cha, anh cãi cọ với em, bè bạn cãi cọ với bè bạn. Nhưng ở đây, con thấy các vị khất sĩ sống trong hòa kính, an vui, hợp nhau như nước với sữa. Con không thấy ở đâu có được cái thương yêu và hòa điệu đó như trong giáo đoàn của người. Thế Tôn, khắp nơi con đã từng thấy giới đạo sĩ dáng điệu khắc khổ, mặt mày ủ rũ, âu sầu và lo lắng. Nhưng ở đây, các vị khất sĩ luôn luôn tỉnh táo, tươi cười, vui vẻ, thông dong và tươi mát. Thế Tôn, điều đó khiến con càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, con là vua thuộc dòng dõi chiến sĩ. Con có quyền ra lệnh chém đầu hoặc giam cầm hoặc trừng phạt bất cứ ai nếu con muốn. Vậy mà khi con ngồi trong một buổi họp, thiên hạ vẫn dám cướp lời con. Dù con có nói, quý vị không được cướp lời trẫm, họ cũng vẫn quên và cướp lời con như thường, không đợi đến khi con phát biểu hết ý kiến. Vậy mà con thấy ở đây, trong giáo đoàn người, có khi có cả ngàn vị khất sĩ ngồi nghe Phật nói mà con không nghe thấy một tiếng động nhỏ, dù là tiếng tằng hắng hay tiếng sột soạt của y áo. Đừng nói có ai dám cướp lời Phật. Thế Tôn, con nghĩ, thật là mầu nhiệm. Phật chẳng cần quyền uy, chẳng cần gươm giáo, chẳng cần trừng phạt gì mà người ta kính yêu Phật một cách tuyệt đối. Thế Tôn, điều này cũng làm cho con càng tin tưởng ở Thế Tôn và giáo pháp của người. Con đã từng thấy và nghe giới trí thức và giới học giả lừng danh bàn bạc với nhau để soạn sẵn những câu hỏi bí hiểm có thể làm cho Phật lúng túng. Nhưng đến khi gặp Thế Tôn và nghe Thế Tôn thuyết pháp, họ cứ há miệng ra nghe, để rồi tất cả đều bị Thế Tôn chinh phục,
đến nỗi không có cơ hội và thời giờ để hỏi những câu hỏi hóc búa của họ. Những câu hỏi mà sau cuộc gặp gỡ với Thế Tôn, họ thấy là ngây thơ. Thế Tôn, điều này cũng là điều làm cho con càng thêm tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, con nhớ là con từng có hai người thợ mộc rất khéo tay tên là Asidatta và Burana. Họ thường làm việc trong cung điện, và con là người cung cấp lương bổng cho họ. Thế mà họ đâu có thương kính con bằng thương kính Thế Tôn. Có lần con đem họ đi theo trong một chuyến hành tẩu phương xa, và đêm đó vì mưa gió mà cả vua cả tôi đều phải ngủ trong một chiếc liều tranh nhỏ bé. Gần suốt đêm, hai người thợ mộc của con ngồi trao đổi với nhau về giáo pháp học được của Thế Tôn, và khi họ mỏi mệt, họ nằm xuống ngủ, đầu hướng về phía núi Linh Thú và chân họ lại xoay về phía con. Thế Tôn có cho họ lương bổng gì đâu, vậy mà họ quý kính Thế Tôn hơn con nhiều lắm lắm. Thế Tôn, điều này khiến con lại càng tin tưởng nơi Thế Tôn và giáo pháp của người. Thế Tôn, người thuộc về giai cấp vua chúa, con cũng thuộc về giai cấp vua chúa. Người năm nay đã 79, con năm nay cũng đã 79. Vì vậy con nghĩ đây là cơ hội quý báu để con tỏ lòng quy kính Phật hết mức và để con bày tỏ niềm tri kỷ giữa con và Phật. Bây giờ con xin tự tạ Phật để con đi. Đại dương hãy trân trọng giữ gìn sức khỏe. Và Phật đứng dậy đưa tiễn vua ra cửa. Lúc Phật trở vào, hai đại đức Ananda và Xá Lợi Phất đứng dậy chắp tay im lặng. Hai đại đức đã chứng kiến từ đầu đến cuối buổi gặp gỡ này giữa Phật và vua. Phật nói: Xá Lợi Phất và Ananda, quốc vương Vasenadi đã nói những lời chân thành nhất của quốc vương đối với Tam Bảo. Các thầy nên ghi nhớ lấy để làm những mạnh thêm đức tin của những người hậu học. Tháng sau, Phật lên đường về miền Nam. Đi chừng nửa tháng, người về đến núi Linh Thú. Về tới núi Linh Thú, Phật nhận được hai tin buồn cùng một lúc. Vua Vasenadi đã băng hà, và đại đức Mục Kiền Liên đã bị những người thuộc giáo phái Lõa Hình ám sát ngay tại cổng tu viện Trúc Lâm. Quốc vương Vasenadi đã băng không phải ở thủ đô Xá Vệ mà ở Dương Xá, trong một tình trạng không được xứng đáng lắm đối với một người như vua. Theo tin tức nhận được thì sau cuộc viếng thăm Phật ở quận lỵ Medalumpa, vua đã trở ra với đoàn tùy tùng. Nhưng khi ra tới cổng, vua chỉ còn thấy có một chiếc xe và một người cung phi ở lại. Hỏi ra thì ba chiếc xe kia đã trở về Xá Vệ dưới sự cưỡng ép của tướng Karajana, đem theo dương miện ấn tín và thanh gươm báo của vua. Karajana bảo thái tử Vidudapa phải trở về ngay Xá Vệ để lên ngôi vua, đừng để một người quá già yếu ngồi trên ngai vàng mãi mãi. Thái tử dùng dần chưa chịu, thì Karajana dọa rằng nếu thái tử không chịu về làm vua, ông ta sẽ về kinh tuyên bố đảo chánh và tự xưng vương. Dưới áp lực ấy, thái tử Vidudapa đã phải tuân lệnh. Vua quyết định đi về thành Dương Xá để cầu viện với cháu là quốc vương A Xà Thế. Suốt quãng đường dài, vua chỉ uống nước mà không ăn gì được. Về tới Dương Xá thì trời đã khuya và cửa thành đã đóng. Vua phải vào nghỉ đêm trong một trạm nghỉ công cộng. Đêm ấy, vua lên cơn bạo bệnh và chết trong tay vị cung phi già. Người cung phi này than khóc như mưa như gió cho số phận của vị hoàng đế. Sáng ngày, sau khi hay tin, vua A Xà Thế vội vã cho rước long thể vào cung và ra lệnh tổ chức một lễ quốc tang long trọng cho người bác của mình. Tang lễ hoàn mãn, vua định cử binh trị tội quốc vương Vidudapa, nhưng vua đã bị y sĩ Kỳ Bà can ngăn. Kỳ Bà nói rằng dù sao quốc vương Vasenadi cũng đã băng hà và vua mới bên nước Câu Tắc La cũng là anh em cô cậu của vua, có cử binh đi chinh phạt cũng không đưa đến được một giải pháp nào khác. Nghe lời Kỳ Bà, vua đã cử sứ thần qua Xá Vệ để thừa nhận quốc vương mới. Đại đức Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử thứ ba của Phật, đứng sau Kiều Trần Như và Xá Lợi Phất. Đệ tử lớn của Phật có nhiều, nhưng nhiều vị đã tịch trước Phật. Đại đức Kiều Trần Như, thủ lĩnh của năm vị khất sĩ đầu tiên, được nghe Phật thuyết pháp tại giường Lộc Uyển đã tịch. Đại đức Ca Diếp và hai người em cũng đã tịch. Ni trưởng Maha Pachapati cũng đã viên tịch từ lâu. Ni sư Yayudala và đại đức La Hầu La cũng đã nối tiếp nhau viên tịch. Đại đức La Hầu La viên tịch năm đại đức được 51 tuổi. Đại đức Mục Kiền Liên là một vị đại khất sĩ có rất nhiều dũng khí, người là kẻ phát ngôn bạo dạn và cương trực nhất của giáo đoàn khất sĩ. Khi cần phải tuyên bố lập trường của giáo đoàn hoặc của giáo pháp, đại đức bao giờ cũng nói thẳng, không khi nào chấp nhận sự thỏa hợp. Cũng vì lý do này mà trong giới ngoại đạo có nhiều kẻ thù ghét đại đức. Hôm ấy, đại đức cùng ra đi với hai vị đệ tử lên đường rất sớm. Bọn sát nhân có dự tính trước cho nên đã mai phục bên ngoài tu viện. Họ xông ra tấn công khi thấy đại đức, họ tấn công bằng gậy gộc. Ba thầy trò tay không thể nào chống lại được họ vì họ quá đông và cũng vì họ có khí giới trong tay. Hai vị đệ tử bị đánh văng ra ngoài, họ la lên kêu cứu, nhưng không kịp nữa. Đại đức đã bị bọn bất lương hạ sát. Đại đức hét lên một tiếng vang động cả rừng cây trước khi bị bọn chúng đập xuống những hèo cuối cùng.
Khi các thầy trong tu viện chạy ra thì bọn sát nhân đã tẩu thoát hết. Hai vị đệ tử bị đả thương khá nặng. Khi Phật về tới thì nhục thân của Đại Đức đã được trà tỳ. Tro xương của Đại Đức đã được thu góp trong một chiếc bình và đặt sẵn bên ngoài tịnh xá của Phật. Phật hỏi thăm Đại Đức Xá Lợi Phất. Các thầy cho biết là Đại Đức Xá Lợi Phất đã đóng cửa am thất từ ngày Đại Đức Mục Kiền Liên bị ám sát. Ai cũng biết, hai vị Đại Đức này thân với nhau còn hơn anh em ruột, đối với nhau luôn luôn như hình với bóng. Phật chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi tìm đến am thất của Xá Lợi Phất để an ủi Đại Đức. Đại Đức A Nan Đà đi theo người. Đại Đức nghĩ rằng thế nào Phật cũng đang buồn. Không buồn sao được khi người mất đi một lần hai vị đệ tử lớn, đó là vua Pasenadi và Đại Đức Mục Kiền Liên. Phật đi an ủi Đại Đức Xá Lợi Phất, nhưng ai sẽ an ủi Phật? Như để trả lời câu hỏi thầm kín của Đại Đức A Nan Đà, Phật quay lại nhìn thầy rồi lên tiếng. A Nan Đà, ai cũng nói thầy học nhiều và ghi nhớ nhiều về chánh pháp. Thầy không nên lấy sự học nhiều và nhớ nhiều làm đủ. Chăm sóc cho Như Lai và lo lắng cho giáo đoàn, điều đó tuy cần thiết nhưng cũng không đủ. Thì giờ còn lại có là bao lâu? Thầy phải nỗ lực để vượt thoát sinh tử. Thầy phải bình thản trước sinh tử, thấy sinh tử như những hoa đốm giữa hư không. Đại Đức A Nan Đà cúi đầu im lặng. Ngày hôm sau, Phật xuống núi đến tu viện Trúc Lâm. Người đề nghị vị trí để xây tháp kỷ niệm Đại Đức Mục Kiền Liên và để an trí xá lợi của Đại Đức này. Chương 78. 2000 chiếc áo vàng trên núi Thượng. Một buổi chiều nọ, khi Phật đang đi thiền hành trên triền núi, có hai người dẫn Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa ốm nặng đã mấy năm nay, Đại Đức muốn thấy mặt Phật trước khi qua đời. Hai người đang khiêng Đại Đức là hai người trong số 6 đệ tử còn sót lại. Trong thời gian ngoại bệnh trên núi Tượng Đầu, không mấy ai đến thăm Đại Đức, kể cả những người đã ủng hộ Đại Đức tích cực nhất ngày xưa. Trong suốt thời gian ấy, Đại Đức đã có nhiều cơ hội nghĩ lại về những đắc thất và về giá trị của hành động mình. Được bảo là có Đại Đức Đề Bà Đạt Đa lên và xin được gặp, Phật liền trở về tỉnh thức. Đại Đức Đề Bà Đạt Đa yếu lắm, không ngồi dậy được. Đại Đức cũng không nói được nhiều. Đại Đức chỉ nhìn Phật, cố gắng chắp tay lại. Con về nương tựa Phật. Đại Đức cố gắng lắm mới nói được những tiếng đó. Phật để tay lên trán Đề Bà Đạt Đa và an ủi Đại Đức. Chiều hôm ấy, Đại Đức qua đời. Bấy giờ là mùa nắng, trời trong xanh. Phật đang sắp sửa đi du hành thì có sứ giả của vua A Xà Thế tới. Sứ giả là quan đại thần Vassakara, một người thuộc giai cấp Bà La Môn. Ông được lệnh vua tới đảnh lễ Phật và cho Phật biết chủ định của vua và triều thần muốn cử binh đi đánh nước Vachi ở phía bắc sông Hằng. Vua muốn được nghe phản ứng của Phật và đã dặn vị đại thần ghi nhớ tất cả những gì Phật sẽ phát biểu về vấn đề này. Trong khi Phật tiếp quan đại thần Vassakara, Đại Đức A Nan Đà đứng sau lưng Phật và quạt cho người. Phật xoay lại hỏi thầy. Này Đại Đức A Nan Đà, thầy có nghe dân Vachi thường hay hội họp đông đảo để bàn bạc về chính sự không? Đại Đức A Nan Đà đáp: Thế Tôn, con nghe nói dân Vachi rất chuyên cần hội họp và hội họp rất đông đảo để đàm luận về chính sự. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. A Nan Đà, thầy có biết khi họ hội họp với nhau, họ có bày tỏ sự hòa hợp đoàn kết và có một lòng một dạ với nhau không? Bạch Thế Tôn, con nghe nói họ rất hòa hợp và đoàn kết với nhau. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. A Nan Đà, dân Vachi có tôn trọng và có sống đúng theo những pháp chế đã được ban hành không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ rất tôn trọng những pháp chế đã được ban hành. Vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh. A Nan Đà, dân Vachi có còn biết tôn trọng và nghe những lời của bậc tôn trưởng của họ không? Thế Tôn, con nghe họ rất biết tôn trọng và nghe lời những bậc tôn trưởng của họ. Vậy thì nước họ vẫn còn cường thịnh. Đại Đức A Nan Đà, thầy có nghe trong xứ của họ có những vụ bạo động và hãm hiếp không? Bạch Thế Tôn, những vụ bạo động và hãm hiếp ít bao giờ xảy ra ở xứ họ. Vậy thì nước Vachi vẫn còn cường thịnh. A Nan Đà, thầy có nghe dân Vachi còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ không? Bạch Thế Tôn, con nghe họ vẫn còn biết bảo vệ tông miếu của tổ tiên họ. Vậy thì A Nan Đà, nước Vachi vẫn còn cường thịnh. Thầy có nghe là dân Vachi biết tôn kính cúng dường và chịu học hỏi theo các hàng tu sĩ đạt đạo không? Bạch Thế Tôn, cho đến ngày nay họ vẫn tôn kính cúng dường và học hỏi với các vị tu sĩ đạt đạo. A Nan Đà,
vậy thì chắc chắn nước Vachi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy đồi. Ananda, ngày xưa Như Lai đã từng có dịp chỉ dạy cho giới lãnh đạo ở Vachi về 7 yếu tố giữ gìn cho quốc gia không suy thoái, gọi là thất bất thoái pháp. Đó là chuyên cần hội hợp, hòa hợp và đoàn kết, tôn trọng pháp chế đã ban hành, tôn trọng và nghe lời các bậc tôn trưởng, không bạo động và hiếp đáp, biết bảo vệ tông miếu tổ tiên và tôn kính các bậc đạt đạo. Ananda, thì ra họ vẫn còn thi hành 7 phép bất thoái ấy. Như Lai tin rằng quốc gia Vachi vẫn còn cường thịnh, chưa bị suy nhược, và do đó Như Lai nghĩ rằng nước Ma Kiệt Đà không thể đánh chiếm được nước họ. Đại thần Vassakara bạch: Thế Tôn, dân Vachi chỉ cần thực hành một trong 7 phép đó thì cũng đủ làm cho nước họ cường thịnh rồi, huống hồ là họ thực hành cả 7 phép. Thế Tôn, con nghĩ vua A Xà Thế không thể thắng được dân Vachi bằng sức mạnh vũ khí đâu. Vua chỉ có thể thắng họ nếu vua gieo được sự chia rẽ trong giới lãnh đạo của họ. Thế Tôn, con xin cảm tạ người, con phải về lo công việc. Sau khi đại thần Vassakara từ giả, Phật than thở với Ananda: Vị đại thần này có nhiều mưu trước lắm. Như Lai ngại là trong tương lai vua A Xà Thế sẽ cử binh đánh chiếm nước Vachi. Chiều hôm ấy, Phật nhờ đại đức Ananda đi triệu tập tất cả các vị khất sĩ có mặt ở thủ đô Dương Xá và trong các vùng phụ cận về núi Thướng. Chỉ trong vòng 7 hôm, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ trong vùng đã quy tụ về đầy đủ. Gần 2.000 vị đã về tới. Màu áo cà sa làm vàng rực cả năm ngọn đồi của Linh Thứ. Đến giờ đại hội, tất cả đều quy tụ về sân trước của giảng đường. Đại chúng được triệu tập đông đủ. Phật từ đỉnh thất thông thả đi xuống. Người bước lên pháp tọa cao, đưa mắt nhìn đại chúng. Phật mỉm cười và nói: Các vị khất sĩ, Như Lai sẽ chỉ dạy cho các vị 7 phương pháp để giữ gìn cho chánh pháp và giáo đoàn không bị suy thoái. Các vị hãy lắng nghe. Thứ nhất là các vị nên thường xuyên gặp mặt nhau trong những buổi hội họp đông đủ để học hỏi và luận bàn về chánh pháp. Thứ hai là các vị tới với nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết và chia tay nhau trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Thứ ba là cùng tôn trọng và sống theo giới luật và pháp chế một khi những giới luật và pháp chế ấy đã được ban hành. Thứ tư là biết tôn trọng và vâng lời các bậc trưởng lão có đạo đức và kinh nghiệm trong giáo đoàn. Thứ năm là sống một nếp sống thanh đạm và giản dị, đừng để bị lôi cuốn vào tham dục. Thứ sáu là biết quý đời sống tĩnh mặc. Thứ bảy là biết an trú trong chánh niệm để thực hiện an lạc và giải thoát, làm chỗ nương tựa cho các bạn đồng tu. Này các vị khất sĩ, chừng nào mà các vị còn thực hành được 7 điều ấy, gọi là 7 phép bất thối, thì đạo pháp còn hưng thịnh và giáo đoàn không bị suy thoái. Không một yếu tố nào bên ngoài có thể phá hoại được giáo đoàn. Chỉ có những phần tử từ bên trong giáo đoàn mới có thể làm cho giáo đoàn tan rã mà thôi. Các vị khất sĩ, khi con sư tử chú của mọi loài ở chốn sơn lâm ngã quỷ, không có một loài nào dám đến ăn thịt nó. Chỉ có những côn trùng phát sinh từ bên trong thân thể của sư tử mới ăn thịt được sư tử mà thôi. Các vị hãy bảo vệ chánh pháp bằng cách sống theo 7 phép bất thối, đừng bao giờ tự biến mình thành những con trùng trong thân thể của con sư tử. Sau khi đã chỉ dạy những vị khất sĩ về 7 phép bất thối, Phật dặn các vị khất sĩ đừng nên phí bỏ thời giờ quý báu của mình để la cà nói chuyện phiếm, để ngủ dùi, đừng đánh mất mình trong danh lợi và tham dục, đừng thân cận với những người xấu ác và biếng lười, đừng tự mãn với những kiến thức và những trình độ chứng đắc thấp thỏi. Phật nhắc lại giáo lý 7 yếu tố giác ngộ như con đường mà mỗi vị khất sĩ phải đi: yếu tố chánh niệm, yếu tố quán chiếu vạn pháp, yếu tố tinh tiến, yếu tố hỷ lạc, yếu tố nhẹ nhõm, yếu tố định và yếu tố hành xả. Phật lại chỉ dạy về các phép quán vô thường, vô ngã, bất tịnh, buông bỏ, xa lìa tham dục và giải thoát. 2.000 vị khất sĩ được sống với Phật trên núi Linh Thứ được 10 hôm. Họ cư trú khắp nơi trên 5 ngọn đồi, nơi cột cây, hang đá, am thất, khe suối. Mỗi ngày các vị tụ tập một lần tại sân giảng đường để nghe Phật giảng dạy. Thính chúng ngồi thành nhiều bậc bởi vì sân không đủ rộng để chứa đủ số người. Qua ngày thứ 10, Phật từ giả các vị khất sĩ và khuyên họ xuống núi và trở về trú sở để hành đạo. Chỉ có các vị thường trú ở Linh Thứ là còn ở lại mà thôi. Các vị khất sĩ xuống núi rồi, Phật đứng nhìn những chấm núi in trên nền trời. Người bảo đại đức Ananda: Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm tu viện Trúc Lâm. Sau khi đi thăm tu viện Trúc Lâm, Phật từ giả thủ đô Dương Xá, người hướng về Ambalatika.
Amalatika là khu lâm viên nghỉ mát của vua Tần Bà Sa La, nơi Phật và các vị khất sĩ thường ghé trên đường đi Nalanda. Hai thầy trò Xá Lợi Phất và La Hầu La ngày xưa đã từng cư trú tại đây. Tại Amalatika, Phật thăm viếng và quỷ lão các vị khất sĩ, Phật dạy cho họ thêm về giới, định và tuệ. Rời Amalatika, Phật đi Nalanda. Đoàn khất sĩ đi theo Phật có chừng 100 vị. Các vị đại đức Ananda, Xá Lợi Phất và A Nậu Lâu Đà đi sát bên đường. Tới Nalanda, Phật nghỉ ở vườn xoài Paparika. Sáng ngày hôm sau, đại đức Xá Lợi Phất tới ngôi đền bên Phật một hồi lâu, không nói gì. Sau đó, tự nhiên đại đức mở lời: Bạch Thế Tôn, con thiết nghĩ trong quá khứ, trong hiện tại và cả trong tương lai, không có một vị đạo sư nào hay một bà la môn nào mà trí tuệ và sự chứng đắc siêu việt hơn Thế Tôn. Phật nói: Xá Lợi Phất, lời nói đó của đại đức quả thật là mạnh bạo, quả thật là một tiếng gầm sư tử. Thầy đã gặp và đã biết tất cả các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai mà chưa dám nói như thế. Bạch Thế Tôn, làm gì mà con đã gặp được tất cả các bậc giác ngộ trong ba thời? Nhưng có một điều con biết chắc, con sống thân cận với Thế Tôn đã trên 40 năm. Không những con được nghe Thế Tôn dạy dỗ mà con còn được thấy Thế Tôn sống. Nhìn vào Thế Tôn, con biết là Thế Tôn sống thường trực trong tỉnh thức và chánh niệm. Sau căn được Thế Tôn hộ trì một cách tuyệt hảo, không bao giờ có một vết nhỏ của năm sự ngăn che là tham dục, oán hận, hôn trầm, trạo cử và hoài nghi được nhận thấy trong sinh hoạt hàng ngày của Thế Tôn. Con nghĩ các bậc giác ngộ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, khi đạt tới chánh trí thi trí tuệ và sự chứng đắc cũng chỉ bằng Thế Tôn thôi, chứ làm sao cao hơn được. Tại Nalanda, Phật giảng dạy thêm cho đại chúng ở đây về giới định tuệ. Rời Nalanda, Phật đi về Bataligama. Tới Bataligama, Phật và các vị khất sĩ được rất nhiều giới cư sĩ ra đón tiếp và đưa về trú sở của họ. Tại đây, họ cúng dường cơm nước lên Phật và các vị khất sĩ. Thọ trai xong, Phật thuyết pháp. Sáng hôm sau, trước khi Phật lên đường, đại đức Xá Lợi Phất đến từ giả người. Đại đức được tin bà mẹ của đại đức đang bị ốm nặng và đại đức muốn về thăm mẹ. Mẹ của đại đức năm nay đã trên 100 tuổi. Phật và các vị khất sĩ ra tiễn đại đức Xá Lợi Phất về quê. Đại đức lại tạ Phật 3 lần và cùng với chú Sa Di Kunda đi ngược về miền Nam hướng về Nala. Lúc Phật và đoàn khất sĩ ra tới cửa thành thì có hai vị đại thần xứ Ma Kiệt Đà là Sanida và Vassakara tới trình diện. Họ là những người được vua A Xà Thế phái tới nghiên cứu xây dựng đô thị Bataligama thành một đô thị lớn. Các vị đại thần bạch: Cổng thành mà Thế Tôn và các vị khất sĩ sắp đi qua để rời khỏi thành phố, chúng con sẽ đặt tên là Cổng Cồ Đàm. Chúng con cũng sẽ đi theo để tiễn đưa Phật. Bến đò mà người và chư vị khất sĩ tới đã vượt qua sông Hằng, chúng con cũng sẽ đặt tên bến đò là bến đò Cồ Đàm. Sông Hằng nước đầy cho đến nỗi một con quạ đứng trên bờ sông có thể chúi mỏ xuống sông để uống nước được. Năm chiếc đò ngang chở Phật và các thầy sang sông một lượt. Ra đến giữa dòng, đại đức Ananda tìm lối bước tới gần Phật và rón rén ngồi xuống bên người. Phật đang nhìn xuống nước, đại đức Ananda đưa mắt nhìn dòng sông mênh mang, rồi chuyển cái nhìn về bên kia bờ. Đại đức nhớ năm xưa, cách đây đã trên 25 năm, có lần dân chúng Tỳ Xá Ly đã kéo nhau ra tận bờ sông để đón Phật, đông có đến mấy vạn người. Năm ấy, tại Tỳ Xá Ly có dịch hạch lan tràn, người lớn và trẻ em chết như rạ, những ông thầy thuốc giỏi nhất trong xứ đã chịu bó tay. Lễ đàn được thiết lập liên tiếp để cúng tế và cầu nguyện, nhưng cũng không đem lại hiệu quả nào. Cuối cùng, dân chúng trong thành nghĩ đến việc đi cầu cứu với Phật. Quan tổng trấn Tomara được chỉ định đích thân qua tận Dương Xá để tỉnh Phật về Tỳ Xá Ly, ước mong đạo đức của người có thể chuyển đổi được tình trạng. Phật đã nhận lời thỉnh cầu. Vua Tần Bà Sa La, hoàng hậu và các vị đại thần cùng dân chúng đi tiễn Phật tới tận bờ sông Hằng. Bên kia sông, dân chúng Tỳ Xá Ly đã tụ tập đông nghịch. Họ thiết lập nghinh môn, lễ đài, treo cờ và kết hoa đầy cả bờ sông. Khi thuyền của Phật qua tới, dân chúng hò reo vang dậy, nhã nhạc nổi lên vang lừng. Hôm đó đi phụ tá cho Phật, ngoài các vị đại đệ tử lớn còn có y sĩ Kỳ Bà. Dân chúng đón tiếp Phật như đón tiếp một vị cứu tinh của họ. Phật vừa đặt chân lên đất liền thì sấm chớp bỗng nổi dậy và trời mưa xuống một trận mưa rất lớn. Đây là trận mưa đầu tiên sau nhiều tháng ngày nắng cháy và hạn hán. Dân chúng mừng rỡ, nhảy múa, reo mừng và ca hát ngay dưới cơn mưa. Cơn mưa đem lại sự mát mẻ và hy vọng cho cả xứ. Phật và các vị khất sĩ đã được dân chúng rước về trung tâm thành phố. Tại công viên, Phật đã nói về Tam Bảo như ba viên ngọc quý, nơi nương tựa vững chãi của mỗi người. Sau đó, Phật và các vị đại đức được rước về tu viện Trùng Cát ở Mahavana. Kỳ đó, nhờ đức độ của Phật và tài chữa trị của y sĩ Kỳ Bà,
dịch hạch đã từ từ được đẩy lui và cuối cùng mất dấu. Năm ấy, Phật đã lưu lại Tỳ Xá Ly gần 6 tháng trước khi lên đường về Xá Vệ. Qua bên kia sông, Phật đi về Kotigama. Các vị khất sĩ tại Kotigama đi đón Phật rất đông. Tại đây, Phật giảng dạy về Tứ Diệu Đế và về Tam Học là Giới, Định và Tuệ. Sau khi cư trú một thời gian tại Kotigama với các vị khất sĩ, Phật lại ra đi, hướng về Nadika. Đến Nadika, Phật và các vị khất sĩ nghỉ tại một ngôi nhà xây bằng gạch gọi là Vincha Kavasatha. Tại Nadika, Phật nhắc nhở đến những vị đệ tử của người đã mệnh chung tại vùng này. Trong đó có nữ khất sĩ Sundari Nanda, em gái của người, các vị khất sĩ Sanla và Nadika. Nữ cư sĩ Tu Già Đa ngày xưa đã dâng sữa và thức ăn cho người trước khi người thành đạo, và các cư sĩ Kakuda, Madda, Sapada. Phật nói các vị khất sĩ này cùng khoảng 50 vị khác đã từng sinh sống tại đây đều đã chứng được những quả vị nhập lưu, nhất hoàng và bất hoàng. Nữ khất sĩ Nanda đã chứng quả nhất hoàng, hai vị khất sĩ đã đạt được quả vị A-la-hán. Phật dạy, người tu hành nào vững tin nơi Phật, Pháp và Tăng, nhìn vào tâm ý mình có thể biết được mình đã tham dự vào dòng giải thoát chưa, không cần hỏi đến một người khác. Một hôm khác, Phật lại dạy thêm cho các vị khất sĩ về giới, định và tuệ, thăm viếng và sách tấn đại chúng xong. Phật cùng các vị khất sĩ lên đường đi Tỳ Xá Ly. Tới Tỳ Xá Ly, Phật và đại chúng nghỉ tại vườn sồi của Ampa Pali. Ngày hôm sau, Phật giảng cho đại chúng về phép quán niệm về bốn lĩnh vực thân thể, cảm thọ, tâm ý và đối tượng tâm ý. Nghe nói Phật đã về vườn xoài của mình, bà Ampa Pali rất sung sướng, liền dội tới thăm người. Bà thỉnh Phật và chư vị khất sĩ tới thọ trai ngày hôm sau. Ngày mai lại, sau khi Phật và các vị khất sĩ đã thọ trai xong, bà làm lễ dâng cô dường cho giáo đoàn khất sĩ. Bà cũng xin được xuất gia. Mấy hôm sau, Phật lại giảng cho đại chúng nghe thêm về phép hành trì giới, định và tuệ. Sau khi đã thăm viếng Tỳ Xá Ly, Phật đi tới làng Peluvagamaka ở vùng ngoại ô thành phố. Mùa mưa đã đến. Phật dự định an cư năm nay tại làng Beluva này. Đây là mùa an cư thứ 45 sau ngày Phật thành đạo. Phật nhắn với các vị khất sĩ trong vùng hãy tới an cư ở ven đô thành phố Tỳ Xá Ly, tại những trung tâm có bạn bè, thân quyến hay đàn diệt ủng hộ. Giữa mùa an cư, Phật bị ốm nặng. Thân thể người đau đớn vô cùng. Người nằm yên, không hề rên xiết, giữ vững chánh niệm và hơi thở. Mọi người nghĩ rằng Phật sẽ không qua khỏi cơn đau. Nhưng không ngờ sau đó, Phật vượt thắng được, sức khỏe dần dần trở lại với người. 10 hôm sau, Phật dậy được và ra khỏi phòng, ngồi xuống trên một chiếc ghế kê sát vào tường. Chương 79. Nắm chiên đàn. Đại đức Ananda tới gần Phật, ngồi xuống bên người và bạch nhỏ. Thế Tôn, 40 mấy năm nay con chưa từng thấy người ốm đau nặng nề như vậy rồi. Hôm Thế Tôn bệnh nặng, con cảm thấy bỗng rụng ra tay chân. Đầu óc của con lúc ấy không được sáng suốt, và con không thấy được sự việc một cách rõ ràng. Hôm đó ai cũng nghĩ rằng Thế Tôn sẽ không qua khỏi. Nhưng con tự nói, Đức Thế Tôn chưa ghi chút gì hết cho giáo đoàn khất sĩ, thì Thế Tôn chưa nhập niết bàn đâu. Nhờ nghĩ như vậy mà con không đến nỗi nào. Phật nói, này Ananda, giáo đoàn khất sĩ còn chờ đợi gì ở Như Lai nữa mà thầy bảo là Như Lai phải để lại di chúc. Chánh pháp đã được Như Lai giảng bày cặn kẽ cho mọi người, có điều gì mà Như Lai còn giấu giếm chưa dạy cho quý vị đâu? Ananda, chỗ nương tựa của giáo đoàn là chánh pháp. Các vị đừng đi tìm một chỗ nương tựa bên ngoài nào khác nữa. Mỗi người phải lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, phải sống theo chánh pháp. Mỗi người phải là một hòn đảo cho chính mình. Ananda, Pháp và Tăng có sẵn trong mỗi người. Khả năng giác ngộ là Phật, pháp môn tu học là Pháp, những yếu tố hỗ trợ cho sự tu tập là Tăng. Không ai cướp giật Phật, Pháp và Tăng ra khỏi tự thân quý vị được. Dù đất trời có nghiêng ngả, tự tính tam bảo nơi mỗi người vẫn còn nguyên vẹn. Đó là nơi nương tựa an ổn nhất của mỗi người. Vị khất sĩ trở về an trú trong chánh niệm, quán chiếu thân thể, cảm thọ tâm ý và đối tượng tâm ý. Đó là vị khất sĩ đang làm cho hòn đảo của chính mình đang có nơi nương tựa vững chãi nhất. Một người khác, dù là giáo chủ, dù là thượng chủ, dù là thầy mình, cũng vẫn không phải là chỗ nương tựa vững chãi hơn hòn đảo chánh niệm, hơn tự tính tam bảo sẵn có nơi mỗi người. Vào cuối mùa an cư, sức khỏe của Phật đã được hồi phục. Một buổi sáng, chú Tiểu Kunda, vị thị giả của Đại Đức Xá Lợi Phất tìm tới tịnh thất của Đại Đức Ananda,
chú báo tin thầy của chú, Đại Đức Xá Lợi Phất đã viên tịch tại Na La. Rồi chú trình lên Đại Đức áo cà sa, bình bát và tro xương xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Rồi chú ôm mặt khóc. Đại Đức Ananda cũng òa lên khóc. Kuna kể là Đại Đức Xá Lợi Phất đã về đến Na La thăm mẹ và đã săn sóc bà cho đến khi bà lâm chung. Làm lễ trà tỳ mẹ xong, Đại Đức triệu tập bà con và dân cư trong vùng lại, giảng giải giáo pháp cho họ nghe, làm lễ quy y cho họ và dặn dò hành trì theo chánh pháp. Rồi đêm đó, Đại Đức ngồi lại trong tư thế kiết già và nhập diệt. Trước đó, Đại Đức đã dặn Kuna rằng sau khi Đại Đức viên tịch, thì chú phải đem y bát và xá lợi của Đại Đức về trình Phật và xin Phật cho đi theo người. Đại Đức có nói là Đại Đức muốn nhập diệt trước ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Đại Đức Ananda lau nước mắt đứng dậy và cùng chú tiểu Kuna đi gặp Phật, đem theo cà sa, bình bát và xá lợi của Đại Đức Xá Lợi Phất. Phật lặng yên nhìn cà sa, bình bát và xá lợi của vị đại đệ tử. Người không nói gì trong một lúc lâu, rồi người xoa đầu chú Kuna. Đại Đức Ananda lên tiếng. Lạy Phật, khi con nghe tin sư huynh con đã viên tịch, con thấy bủng rủng cả chân tay và đầu óc con mất hết sáng suốt. Con buồn quá. Phật nhìn Đại Đức Ananda. Này Ananda, sư huynh của thầy khi nhập diệt có đem theo đi tất cả giới, định, tuệ và sự giải thoát của thầy đâu? Đại Đức Ananda trần tình. Không phải như thế, bạch Đức Thế Tôn. Con nghĩ đến sư huynh con lúc còn sống đã phục vụ chánh pháp đắc lực như thế nào, đã nâng đỡ anh em chúng con như thế nào, đã dạy dỗ hướng dẫn khích lệ chúng con như thế nào. Bây giờ sư huynh không còn với chúng con nữa, không có hai sư huynh Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Chúng con thấy giáo đoàn trống trải một cách lạ kỳ. Các sư huynh không còn đó để hướng dẫn cho chúng con và chống đỡ cho giáo đoàn. Chúng con không cảm thấy bơ vơ sao được? Phật dạy. Ananda, Như Lai đã nhiều phen nhắc thầy rằng có sinh thì có diệt, có hội ngộ thì có phân ly. Các pháp hữu vi là như thế, cho nên ta đừng nên kẹt vào các pháp hữu vi. Hãy vượt thoát lên khỏi thế giới của sinh diệt và của tù tán. Ananda, Xá Lợi Phất là một cành cây lớn đã làm xong bổn phận nuôi dưỡng một thân cây hùng mạnh. Cành cây hiện có mặt trong thân cây. Thân cây ấy là giáo đoàn khất sĩ đang tu tập theo giáo pháp giác ngộ. Nếu thầy mở mắt ra mà nhìn, thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất trong thầy, trong Như Lai, trong giáo đoàn khất sĩ, trong những người được Xá Lợi Phất giáo hóa, trong chú tiểu Kunda và trên mọi nẻo đường hành hóa. Mở mắt ra đi Ananda, và thầy sẽ thấy Xá Lợi Phất mọi nơi. Đừng nghĩ là Xá Lợi Phất không còn nữa. Xá Lợi Phất đang còn và sẽ còn mãi mãi với chúng ta. Ananda, Xá Lợi Phất là một vị Bồ Tát, nghĩa là một người đã giác ngộ và biết đem trí tuệ và tình thương của mình đi vào cuộc đời để hóa độ cho những người khác, đưa họ cùng về bến bờ giác ngộ. Trong giáo đoàn khất sĩ, Xá Lợi Phất đã từng được ca ngợi như người có trí tuệ lớn, và vì thế Xá Lợi Phất sẽ được các thế hệ tương lai tưởng niệm như một vị Bồ Tát đại trí. Ananda, trong giáo đoàn khất sĩ còn có nhiều vị Bồ Tát nữa đang có mặt trong cuộc đời để hóa độ, và những vị này cũng có hạnh nguyện lớn như Xá Lợi Phất. Khất sĩ Puna, nữ khất sĩ Gia Du Đà La, nam cư sĩ Tu Đạt Đa đều là những người có lòng thương lớn và hạnh nguyện lớn, luôn luôn dấn thân vào cuộc đời để cứu giúp chúng sanh, không ngại gian khổ và khó khăn. Đó là những vị Bồ Tát đại bi, nữ khất sĩ Gia Du Đà La và cư sĩ Tu Đạt Đa đã viên tịch. Nhưng Đại Đức Puna vẫn còn có mặt trong hàng ngũ những vị Bồ Tát đang tinh tiến và dũng mãnh trên con đường hóa độ. Nói đến dũng mãnh, Như Lai nhớ tới Đại Đức Mục Kiền Liên. Đó là một vị Bồ Tát đại dũng, chí khí và can trường rất lớn, ít ai bị kịp. Đại Đức Ca Diếp dưới nếp sống đơn giản và lành mạnh là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tri túc. Đại Đức A Nậu Lâu Đà là một vị Bồ Tát tượng trưng cho hạnh tinh tiến. Ananda, nếu các thế hệ tương lai biết học hỏi và tu tập đạo lý giải thoát, các vị Bồ Tát như thế sẽ tiếp tục xuất hiện trong đời để nói đốt chánh pháp và soi sáng cuộc đời. Ananda, tin vào Phật, tin vào Pháp và tin vào Tăng, tức là tin tưởng ở tương lai giáo đoàn. Trong tương lai, sẽ tiếp tục có thêm những vị Bồ Tát mới, có tầm dốc lớn như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, A Nậu Lâu Đà, Gia Du Đà La, Anatha Bindika. Ananda, thầy không nên buồn về việc sư huynh Xá Lợi Phất viên tịch. Trưa hôm ấy trên bờ sông Hằng, bên thôn Ukansila, Phật trầm tĩnh báo tin viên tịch của Đại Đức Xá Lợi Phất cho đại chúng các vị khất sĩ. Phật khuyên các đại chúng nên nỗ lực để mỗi người có thể trở nên một Xá Lợi Phất,
mỗi người có thể mang khả năng và đại nguyện của Xá Lợi Phất trên đường tu tập và hành hóa. Phật dạy, này các vị khất sĩ, các vị hãy nương tựa vào chính mình, hãy tự mình làm một hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác. Như vậy các vị mới không bị đánh chìm bởi những đợt sóng của sầu đau, của thất vọng, của chới giới. Các vị hãy lấy giáo pháp làm hòn đảo, làm chỗ nương tựa, và đừng nương tựa vào gì khác, đừng nương tựa vào ai khác. Này các vị khất sĩ, các vị hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy chánh pháp làm đuốc. Một buổi sáng, Phật cùng Đại Đức Ananda đi vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Sau khi ra thọ trai ở một cụm rừng, Phật nói: Ananda, chúng ta hãy về đền Kapala để nghỉ trưa. Trên đường đi, Phật dừng lại nhiều lần để nhìn phong cảnh và mây nước. Phật nói: Ananda, Tỳ Xá Ly thật là đẹp. Đền Udana cũng rất đẹp. Các ngôi đền khác trong vùng như Gautamaka, Satamaka và Bahuputra cũng đều là những ngôi đền đẹp. Đền Kapala mà ta sắp đến để nghỉ ngơi cũng rất dễ thương. Sau khi sắp đặt chỗ nghỉ cho Phật, Đại Đức Ananda đi ra phía ngoài thành để thiền hành. Trong khi đi thiền hành, Đại Đức thấy đại địa rung động dữ dội và tâm thần của thầy cũng bị chấn động theo. Đại Đức tìm về đền Kapala và thấy Phật đang ngồi yên tĩnh trong đền. Đại Đức Ananda trình ngài về hiện tượng động đất vừa xảy ra. Phật nói: Ananda, Như Lai đã quyết định rồi. Trong 3 tháng nữa, Như Lai sẽ diệt độ. Đại Đức Ananda cảm thấy tay chân bủn rủn, mắt hoa, đầu choáng. Đại Đức quỳ xuống trước Phật và năn nỉ: Xin Đức Thế Tôn đừng diệt độ sớm như thế. Xin Đức Thế Tôn thương xót chúng con. Phật im lặng. Thầy Ananda lặp lại lời thỉnh cầu tới lần thứ 3. Phật nói: Ananda, nếu thầy có đức tin nơi Như Lai, thì thầy nên biết rằng những quyết định của Như Lai là những quyết định hợp thời và hợp cơ. Như Lai nói là Như Lai sẽ diệt độ trong 3 tháng nữa. Ananda, thầy hãy cho mời tất cả các vị khất sĩ trong vùng về quy tụ tại giảng đường Kutagara ở rừng Đại Lâm. Bảy hôm sau, trên 1,500 vị khất sĩ và nữ khất sĩ tụ tập tại giảng đường Trùng Cát, Phật được thỉnh vào ngồi trên pháp tọa. Người đưa mắt nhìn đại chúng, rồi người nói: Các vị khất sĩ, những gì mà Như Lai đã thực chứng và đã trao quyền lại cho các vị hãy thận trọng và khéo léo mà học hỏi, giữ gìn, tu tập, chứng nghiệm và truyền đạt lại cho những thế hệ tương lai. Nếp sống phạm hạnh cần được nối tiếp vì an lạc và hạnh phúc của mọi người và của mọi loài. Các vị khất sĩ, những giáo pháp mà Như Lai đã truyền đạt lại tuy nhiều, nhưng có thể được tóm tắt trong các pháp môn tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề và bát chánh đạo. Các vị phải khéo léo học hỏi, tu tập, thực chứng và truyền đạt lại những pháp môn ấy. Này các vị, tất cả các pháp đều vô thường, có sinh, có diệt, có tụ, có tán. Các vị hãy tinh tiến lên để mà đạt tới giải thoát. 3 tháng nữa, Như Lai sẽ diệt độ. Hơn 1,500 vị khất sĩ im lặng nghe Phật nói, uống những lời dạy dỗ trực tiếp từ Phật. Họ biết đây là cơ hội cuối để được thấy Phật và nghe Phật. Nghe Phật nói sẽ diệt độ, ai nấy đều đau lòng. Sáng hôm sau, Phật đi vào Tỳ Xá Ly khất thực. Khất thực xong, Phật ghé vào một cụm rừng để thọ trai. Sau đó, Phật cùng các vị khất sĩ rời thành Tỳ Xá Ly. Ngoái nhìn lại thành Tỳ Xá Ly với đôi mắt của một con vua chúa, Phật nói với Đại Đức Ananda: Này Ananda, Tỳ Xá Ly thật đẹp. Đây là lần cuối Như Lai nhìn thành phố này. Và Phật nhìn trở lại về phía trước, người nói: Bây giờ, chúng ta hãy đi về Bandagama. Chiều hôm ấy, tại Bandagama, Phật thuyết pháp cho trên 300 vị khất sĩ về giới, định, tuệ và giải thoát. Sau mấy hôm nghỉ ngơi và thăm viếng, Phật rời Bandagama và đi Mathigama, rồi Phật đi Ambagama, Yapugama, nơi nào Phật cũng thăm viếng và sắp tấn các vị khất sĩ. Rồi người cùng các vị khất sĩ đi Bodhanagara. Tại đây, Phật nghỉ ở đền Ananda. Các vị khất sĩ địa phương tới thăm Phật rất đông. Trong thời gian thăm viếng ở đây, Phật có dặn dò các vị khất sĩ về sự cần thiết và phương pháp kiểm chứng những điều nghe được về giáo pháp. Phật dạy: Khi nghe một ai nói về giáo pháp, dù người nói cho biết là đã trực tiếp nghe từ những vị đạo cao đức trọng và có thẩm quyền, các vị cũng không nên vội cho ngay đó là giới luật và giáo pháp đích thực của Như Lai giảng dạy.
các vị phải so sánh những lời ấy với kinh và luật. Nếu những lời ấy trái chống với kinh luật thì các vị nên bác bỏ. Còn nếu những lời ấy phù hợp với kinh và luật thì các vị hãy chấp nhận và thực hành theo. Sau đó, Phật đi Pava. Tại Pava, người nghỉ trong vườn xoài của nam cư sĩ Kunda, con của một người thợ rèn. Được nghe Phật thuyết pháp, Kunda rất lấy làm sung sướng. Chàng thỉnh Phật và các vị khất sĩ ngày mai đến nhà chàng thọ trai. Các vị khất sĩ đi theo Phật rất đông, có đến 300 vị. Trong khi người nhà và bạn bè dâng thức ăn vào bát của các vị khất sĩ, Kunda tới trước Phật và dâng lên người một thức ăn đặc biệt đã được làm riêng cho Phật, đó là nấm chiên đàn. Sukara Madhava. Sau khi thọ trai xong, Phật gọi Kunda và bảo chàng: Kunda, chỗ còn lại của món nấm chiên đàn này, con nên đào đất mà chôn đi, đừng để cho ai ăn nữa. Sau khi mọi người đã thọ trai, Phật thuyết pháp cho gia đình Kunda. Thuyết pháp xong, Phật và các vị khất sĩ trở về vườn xoài nghỉ ngơi. Tối hôm ấy, một cơn đau bụng dữ dội nổi lên làm Phật đau đớn vô cùng. Người cố gắng chịu đau, suốt đêm người không ngủ. Sáng hôm sau, người bắt các vị khất sĩ lên đường thật sớm, hướng về Kusinara. Giữa đường, cơn đau bụng lại nổi lên dữ dội. Người dừng lại và tới ngồi nghỉ dưới một cội cây. Đại đức Ananda lấy áo Sanati của Phật xếp lại thành tư và trải xuống gốc cây để Phật ngồi nghỉ. Phật bảo Ananda đi kiếm cho Phật một ít nước để uống vì người thấy khát. Đại đức Ananda nói: Lạy Phật, lúc rạch ở đây đục lắm vì có một đoàn xe bò cả mấy trăm chiếc vừa đi qua. Xin Phật đợi đến khi mình tới sông Kakuta, nước ở đó trong mà ngọt lắm, con sẽ lấy để Phật uống và rửa mặt cho mát. Phật bảo: Như Lai khát lắm, thầy cứ đi lấy nước ở đây đi. Đại đức Ananda vâng lời. Lạ quá, khi đại đức ngoan dò xuống tới con rạch, thì nước rạch đã trở lại trong vắt. Uống nước xong, Phật ngồi nghỉ. Các đại đức A Nậu Lâu Đà và A Nan Đà ngồi gần bên người. 300 vị khất sĩ cũng ngồi nghỉ nơi đây đó. Có nhiều vị ngồi vây quanh Phật. Lúc ấy có một người bộ hành đi từ Kusinara tới. Thấy Phật ngồi giữa các vị khất sĩ, ông ta tới khấu đầu đảnh lễ. Người này tên là Bhukkhusa, thuộc bộ tộc Mạt La. Và ngày xưa cũng đã từng là đệ tử của đạo sĩ Alara Kamala. Vị đạo sĩ mà vị Sa môn trẻ Tất Đạt Đa đã từng đến thọ giáo. Bhukkhusa đã nghe nói đến Phật. Sau khi lại Phật, ông dâng lên Phật hai tấm y mới để Phật dùng. Nể lệ Bhukkhusa, Phật nhận một tấm và bảo Bhukkhusa cúng dường tấm y cho đại đức Ananda. Sau đó, Bhukkhusa xin được làm đệ tử Phật. Phật dạy đạo lý cho ông. Bhukkhusa sung sướng cảm tạ rồi từ giã người. Thấy y của Phật đang mặc đã lấm bùn, đại đức Ananda thay y mới cho người. Sau đó, Phật và các vị khất sĩ cùng đứng dậy và đi về phía Kusinara. Đến bờ sông Kakuta, Phật đi xuống sông để tắm và uống nước. Tắm và uống nước xong, Phật lên bờ. Phật đi về một vườn xoài gần đó. Người bảo khất sĩ Kundaka xếp áo và trải xuống đất cho người nằm. Khất sĩ Kundaka ngồi hầu bên cạnh. Phật gọi đại đức Ananda. Ananda, bữa cơm sáng nay tại nhà của cư sĩ Kunda là bữa cơm cuối cùng của Như Lai. Sau này có thể có người làm cho Kunda có mặc cảm là đã cúng dường bữa ăn trót cho Như Lai. Vậy thầy nên tìm việc nói cho Kunda biết là những bữa cơm mà Như Lai nhớ mãi là bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi thành đạo và bữa cơm Như Lai thọ nhận trước khi nhập Niết Bàn. Người cúng dường một trong hai bữa cơm ấy phải vui mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Phật đứng dậy, người lại nói: Ananda, chúng ta hãy đi qua bên kia sông Hiranapati để vào rừng cây Sala của bộ tộc Mạt La. Rừng cây này rất đẹp, nó nằm ở chỗ ngã rẽ đi vào thành phố Kusinara. Rẽ đi vào thành phố Kusinara. Chương 80. Hãy tinh tiến lên để đạt giải thoát. Khi Phật và các vị khất sĩ tới được rừng Sala thì trời đã xế chiều. Phật bảo thầy Ananda soạn chỗ nằm cho Phật giữa hai cây Sala. Rồi Phật nằm xuống trong tư thế sư tử tọa, đầu hướng về phương Bắc. Các vị khất sĩ chia nhau ngồi bao quanh Phật. Họ biết nội trong đêm nay tại rừng Sala này, Phật sẽ nhập Niết Bàn. Phật đưa mắt nhìn rừng cây, rồi nói với Ananda: Này Ananda, thầy hãy nhìn xem, bây giờ đâu phải là mùa hoa, mà những cây Sala này đang nở hoa trắng xóa, hoa rụng trên áo Như Lai và trên cả áo các vị khất sĩ. Thầy có thấy không? Rừng cây này đẹp quá. Thầy có thấy mặt trời đang ngã về phía tây và chân trời thật rạng rỡ hay không? Thầy có nghe gió nhẹ rì rào trong các cành xa la không? Dạng dục đối với Như Lai dễ thương và đậm thấm quá. Này các vị khất sĩ,
Nếu các vị muốn dễ thương với Như Lai, muốn tỏ lòng cung kính và biết ơn Như Lai, thì các vị chỉ có thể bày tỏ điều đó bằng cái sống đúng chánh pháp và đi trong chánh pháp mà thôi. Lúc đó trời vẫn còn nóng và Đại Đức Upapanna đang đứng trước mặt Phật để quạt cho người. Phật bảo Đại Đức đứng qua một bên. Có lẽ Phật không muốn Đại Đức che khuất cảnh rừng cây và cảnh trời chiều huy hoàng đang diễn ra trước mặt Phật. Phật hỏi Đại Đức A Nậu Lâu Đà. A Nan Đà ở đâu? Như Lai không thấy. Một vị khất sĩ thưa. Dạ, con thấy sư huynh A Nan Đà đang đứng ngấp và khóc sau một cội cây. Sư huynh nói một mình là ta chưa thành tựu được đạo nghiệp này mà thầy ta đã tịch. Có ai thương ta bằng thầy ta thương ta đâu. Phật bảo vị khất sĩ đi gọi Đại Đức A Nan Đà về. Người lên tiếng an ủi Đại Đức A Nan Đà. A Nan Đà, đừng buồn khổ nữa. Như Lai đã từng nhắc thầy là vạn pháp vô thường. Có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Làm sao có sinh mà không có diệt cho được? Làm sao có thành mà không có hoại cho được? Làm sao có hợp mà không có tan cho được? A Nan Đà, mấy mươi năm nay thầy đã thân cận Như Lai, săn sóc Như Lai với tất cả tấm lòng thương mến của thầy. Thầy đã đem hết lòng hết sức để giúp đỡ Như Lai. Như Lai rất cảm ơn thầy. Công đức của thầy rất lớn. Nhưng A Nan Đà, thầy có thể đi xa hơn. Nếu thầy cố gắng thêm chút nữa thì thầy sẽ thoát được sinh tử, đạt tới tự do và vượt thoát mọi sầu khổ và bi ai. Điều đó Như Lai tin chắc thầy làm được, và cũng là điều sẽ làm cho Như Lai vui lòng nhất. Xoay qua các vị khất sĩ, Phật nói: Làm thị giả cho Như Lai không ai bằng A Nan Đà. Ngày xưa có những vị thị giả đã từng làm rơi cả bát và y của Như Lai xuống đất, nhưng với A Nan Đà những chuyện ấy không bao giờ xảy ra. A Nan Đà lo cho Như Lai từng ly từng tí, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. A Nan Đà biết nơi nào và lúc nào một vị khất sĩ, một vị nữ khất sĩ, một vị cư sĩ, một vị quốc vương, một vị đại thần hay một vị đạo sĩ ngoại giáo có thể gặp Như Lai. Và A Nan Đà sắp đặt những cuộc gặp gỡ đó một cách rất thông minh. Như Lai nghĩ là nếu các bậc giác ngộ trong quá khứ và trong tương lai mà có được một vị thị giả giỏi, thì vị thị giả ấy cũng chỉ giỏi bằng Đại Đức A Nan Đà là cùng. Đại Đức A Nan Đà lau nước mắt bạch: Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập nước bàn ở đây. Kusinara chỉ là một đô thị nhỏ, từ vô dứt đất. Có nhiều nơi xứng đáng để Thế Tôn nhập niết bàn hơn như Sampa, như Dương Xá, như Xá Vệ, như là Sakata, như là Kosambi, hay là Ba La Nại. Xin Đức Thế Tôn chọn một nơi như thế để nhập diệt, để cho đông đảo quần chúng có cơ duyên nhìn mặt Thế Tôn một lần cuối. Phật bảo: A Nan Đà, Kusinara cũng là một nơi quan trọng lắm. Dù đó chỉ là một đô thị từ vô dứt đất. A Nan Đà, Như Lai ưng ý khu rừng này lắm. Thầy có thấy hoa sa la tiếp tục rơi trên áo và trên ngựa của Như Lai không? Rồi Phật bảo Đại Đức A Nan Đà vào thành phố Kusinara báo tin cho những người trong bộ tộc Mạt La biết rằng đêm nay vào canh cuối Phật sẽ nhập niết bàn trong rừng cây sa la của họ. Những người trong bộ tộc Mạt La nghe tin Phật sắp nhập diệt liền vội vã đi ra. Một du sĩ ngoại đạo tên là Subhada nghe nói có Phật ở ngoài rừng cũng theo họ tìm ra. Trong khi những người trong bộ tộc Mạt La thay phiên nhau tới ra mắt và làm lễ Phật, thì du sĩ Subhada tới thương thuyết với Đại Đức A Nan Đà để ông được gặp và hầu chuyện Phật. Đại Đức không cho, bảo là Phật đang mệt không thể tiếp được ông. Nghe được những câu trao đổi giữa hai người, Phật bảo A Nan Đà: Thầy cứ cho du sĩ Subhada vào đi, Như Lai có thể tiếp ông ấy. Du sĩ Subhada ra trình diện trước Phật. Đã từng nghe nói tới đạo phong của Phật, ông sẵn có lòng mến mộ Phật từ lâu. Ông lạy xuống và bạch: Thế Tôn, con nghe nói tới các vị lãnh đạo các giáo phái như Buddhana Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesa Kampali, Bakuda Katkayana, Sanjaya Velathiputta và Digantha Nathaputta. Con muốn hỏi Thế Tôn xem trong những vị đó có ai thật sự là người đạt đạo không? Phật nói: Subhada, họ có đạt đạo hay không đạt đạo, việc đó không nên bàn tới bây giờ. Vậy không cần thiết. Subhada, Như Lai sẽ chỉ cho ông con đường tu học để tự ông có thể giác ngộ. Rồi Phật dạy cho Subhada về đạo lý bát chánh đạo. Và người kết luận: Subhada, ở đâu, trong toàn thể nào mà có sự thực hành bát chánh đạo,
là ở đó có thể có người đạt đạo. Subala, ông cố thực tập phép này đi, rồi chính ông sẽ trở nên người đạt đạo. Không cần phải đặt câu hỏi người này hay người khác có thật là người đạt đạo hay không. Được Phật dạy, du sĩ Subala thấy tâm hồn mở rộng. Ông sung sướng quá. Ông xin Phật được xuất gia làm đệ tử. Phật chấp nhận. Người dạy Ananda làm lễ xuất gia tại chỗ cho du sĩ Subala. Subala là người đệ tử cuối cùng của Phật. Sau khi Subala đã được cạo đầu, thọ giới, khoác áo cà sa và được trao cho một bình bát, Phật đưa mắt nhìn các vị khất sĩ ngồi bao bọc quanh người. Lúc bấy giờ, số lượng các vị khất sĩ đã tăng lên gần 500 vị. Trong số đó có các vị từ địa phương mới tới. Phật nói, này các vị khất sĩ, nếu vị nào còn thắc mắc điều gì về giáo pháp, thì đây là lúc nên hỏi Như Lai. Đừng để dịp này đi qua, để sau này hối hận rằng, hôm ấy tôi được diện kiến Phật, vậy mà tôi quên không hỏi. Phật lặp lại câu nói của người tới 3 lần, vẫn không có vị khất sĩ nào lên tiếng. Đại đức Ananda lên tiếng. Bạch Đức Thế Tôn thật là vi diệu. Con có đức tin nơi giáo đoàn khất sĩ, con có đức tin nơi tăng đoàn. Ai cũng thấy được những lời Thế Tôn nói và giáo pháp của Thế Tôn dạy sáng tỏ như ban ngày, và không ai còn có thắc mắc nghi nan gì nữa về giáo pháp ấy và về con đường thực hiện. Phật nói, Ananda, đó là thầy nói từ niềm tin của thầy. Như Lai thì thấy bằng tay thấy trực tiếp của Như Lai. Như Lai thấy trong đại chúng khất sĩ ở đây, ai cũng có đức tin vững vàng nơi tam bảo, và trình độ thấp kém nhất trong số các vị cũng đã là quả vị nhập lưu. Phật đưa mắt im lặng nhìn đại chúng, rồi người nói tiếp. Các vị khất sĩ, hãy nghe Như Lai nói đây. Vạn pháp vô thường, có sinh thì có diệt. Các vị hãy tin tiến lên để đạt tới giải thoát. Nói xong, Phật nhắm mắt. Đó là lời nói cuối cùng của người. Bỗng nhiên, đại địa rung động, hoa sa la rụng xuống như mưa. Mọi người tự nhiên thấy tâm thần chấn động. Ai cũng biết là Phật đã nhập Niết Bàn. Phật đã diệt độ. Một số các vị khất sĩ giang hai tay lên, nằm bò ra đất và khóc thương thảm thiết. Họ rên rỉ. Phật đã nhập Niết Bàn, Thế Tôn đã diệt độ. Con mắt của thế gian không còn nữa, chúng ta biết nương tựa vào đâu? Thế Tôn đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa vào đâu? Trong khi những vị khất sĩ này lăn lộn và khóc than như thế, thì một số các vị khất sĩ khác ngồi bất động, theo dõi hơi thở và quán chiếu về những điều Phật dạy. Đại đức A Nậu Lâu Đà lên tiếng. Này các huynh đệ đừng khóc thương thảm não như thế. Đức Thế Tôn đã dạy có sinh thì có diệt, có thành thì có hoại, có hợp thì có tan. Nếu các huynh đệ hiểu và vâng lời theo Đức Thế Tôn, thì xin các huynh đệ đừng làm náo loạn. Xin trở về chỗ ngồi của mình và xin im lặng, theo dõi hơi thở. Hãy tôn trọng sự im lặng của giờ phút này. Mọi người trở về chỗ ngồi theo lời chỉ dạy của Đại Đức A Nậu Lâu Đà. Đại đức hướng dẫn đại chúng khất sĩ đọc lên những đoạn kinh kệ mà đa số đã thuộc lòng. Những đoạn nói về vô thường, vô ngã, buông thả và giải thoát. Không khí trở lại trang nghiêm như cũ. Những cây đuốc đã được các bà con trong bộ tộc Mạt La thắp lên, bập bùng tỏa chiếu ánh sáng trên khung cảnh huyền nhiệm. Tiếng tụng kinh trầm hùng, chỉ có tiếng tụng kinh trầm hùng vang lên trong đêm tối. Mọi người để hết tâm ý vào lời kinh. Sau thời tụng kinh, đại đức A Nậu Lâu Đà bắt đầu nói pháp thoại. Pháp thoại của đại đức ca ngợi công hạnh của Phật, ca ngợi trí tuệ, từ bi và đức đại hùng, đại lực, đại hỷ và đại xả của người. Đại đức A Nậu Lâu Đà nói xong, thì đến lượt đại đức A Nan Đà lên tiếng. Đại đức kể lại những kỷ niệm đẹp đẽ đã xảy ra giữa Phật và đại đức trong suốt trên 40 năm trời. Suốt đêm, hai đại đức thay nhau nói pháp thoại. Đại chúng 500 vị khất sĩ và 300 vị cư sĩ đều ngồi im lặng lắng nghe. Những cây đuốc gần tàn đã được nối tiếp bằng những cây đuốc khác. Cứ như thế, cho đến khi trời sáng. Chương 81, chương cuối, đường xưa mây trắng. Thấy trời đã sáng, đại đức A Nậu Lâu Đà bảo đại đức A Nan Đà. Sư huynh hãy đi vào thành phố Câu Thi La và báo cho những người hữu trách biết đạo sư của chúng ta đã diệt độ, để họ làm những gì họ thấy cần làm. Đại đức A Nan Đà chân lời, thầy khoác áo đi vào thành phố. Những vị chức sắc của bộ tộc Mạt La đang họp bàn công việc tại trụ sở thị xã. Được đại đức cho biết Phật đã nhập diệt,
tất cả đều lộ vẻ sầu khổ và luyến tiếc. Họ lập tức bỏ chương trình nghị sự đang bàn và đề cập ngay đến công việc cần làm. Khi mặt trời lên tới ngọn cây, thì tất cả dân chúng trong thành phố đều biết tin Phật đã nhập diệt tại rừng Sa La. Nhiều người đấm ngực than khóc, tiếc rằng đã không được nhìn mặt Phật và làm lễ người trước khi người nhập diệt. Dân chúng kéo nhau ra rừng, người thì đem theo hoa, người thì đem theo hương, người thì đem theo nhạc khí, người thì đem theo giải dốc. Ra tới rừng Sa La, họ quỳ lại và rải hương hoa lên thi thể Phật để cúng dường. Để cúng dường, họ cũng tổ chức trình diễn vũ và nhạc ngay quanh chỗ nằm của Phật. Giải lụa vũ sắc được căng lên khắp rừng, dân chúng đã đem thức ăn ra cúng dường làm cho 500 vị khất sĩ. Rừng Sa La trở nên nhộn nhịp như một ngày hội. Thỉnh thoảng, Đại Đức A Nậu Lâu Đà lại thỉnh lên một tiếng cầm ra lệnh cho mọi người im lặng, và Đại Đức hướng dẫn mọi người đọc những đoạn trong kinh Pháp Cú. Trong suốt 6 ngày 6 đêm, dân chúng trong hai thị trấn Công Hy La và Ba Ba liên tục cúng dường Phật bằng hoa, hương, vũ và nhạc. Hoa Mạng Đà La và các thứ hoa khác đã phủ lấp khoảng giữa hai cây Sa La. Đến ngày thứ bảy, 8 vị tộc trưởng của bộ tộc Mạc La tắm gội bằng nước ngũ vị hương, mặc lễ phục và bắt đầu rước thi hài của Phật vào thành phố. Tất cả các vị khất sĩ rồi đến dân chúng đều đi theo đám rước, đưa thi hài Phật đến cửa bắc mà vào thành. Đám rước đi vào trung tâm thành phố, rồi lại đi ra khỏi thành bằng cửa đông và dừng lại trước sân đền Makuta Bandana, ngôi đền chính của bộ tộc Mạc La. Thi hài Phật được an trú ngay trước đền. Các vị chức sắc thành phố ra lệnh làm lễ hỏa táng Phật theo nghi thức hỏa táng của một vị chuyển luân thánh dương. Thi hài Phật được quấn bằng vải mới, rồi đến bông gòn, rồi đến vải mới, cứ như thế cho đến nhiều lớp vải và bông. Sau cùng thi hài được đặt trong một áo khoan bằng sắt, và áo khoan này lại được đặt trong một áo khoan bằng sắt lớn hơn nữa. Kim quan được đưa lên một hỏa đàn vĩ đại chất toàn bằng các loại gỗ thơm. Giờ châm lửa hỏa đàn đã đến, bốn vị tộc trưởng bộ tộc Mạc La tiến tới. Họ vừa định làm lễ châm lửa hỏa đàn thì bỗng có một vị sứ giả đi tới bằng ngựa. Vị sứ giả này cho biết Đại Đức Ca Diếp đang lãnh đạo 500 vị khất sĩ tiến về Câu Thi La. Đại Đức và các vị khất sĩ đang ở giữa chặng đường Ba Ba và Câu Thi La. Nghe nói thế, Đại Đức A Nậu Lâu Đà liền đề nghị hoãn lại giờ hành lễ để chờ Đại Đức Ca Diếp và đoàn khất sĩ. Đại Đức Ca Diếp đã khởi hành đi từ Chim Bà để đi hành hóa Niết Bàn. Tới Tỳ Xá Ly, Đại Đức được tin Phật tuyên bố sẽ nhập Niết Bàn trong 3 tháng và hiện người đang đi về hướng Bắc. Đại Đức liền lên đường đi tìm Phật. Tới đâu cũng có các vị khất sĩ xin đi theo. Khi Đại Đức tới Bandagama, số các vị khất sĩ đi theo đã lên tới 500 vị. Rời Ba Ba, Đại Đức gặp một khách bộ hành đi ngược chiều, túi áo có cài hoa Sa La. Người này cho Đại Đức biết Phật đã nhập diệt tại rừng Sa La ở Câu Thi La từ 7 hôm trước. Có hoa trên áo đã được nhặt lên từ trong rừng nơi chỗ Phật nhập diệt. Nghe tin, Đại Đức Ca Diếp không còn chần chừ nữa, liền tiếp tục hướng dẫn đoàn khất sĩ đi về Câu Thi La. Nhưng gặp một người đi ngựa cùng hướng, Đại Đức nhờ người này đi nhanh tới trước và nhắn tin cho Đại Đức A Nan Đà biết là Đại Đức và 500 vị khất sĩ khác đang trên con đường tới dự lễ trà tỳ của Phật. Mặt trời vừa điểm bóng thì Đại Đức Ca Diếp và đoàn khất sĩ tới được đền Makuta Banana, nơi dựng hỏa đàn của lễ trà tỳ. Tới nơi, Đại Đức đập áo tăng già lê bên vai bên phải, chắp tay cung kính và im lặng đi nhiễu quanh hỏa đàn 3 lần. Rồi Đại Đức dừng lại, chắp tay hướng về nhục thân Phật để lạy xuống. 500 vị khất sĩ đi theo cũng đồng thời lạy xuống. Đại Đức vừa lạy xong 3 lạy và đứng lên thì hỏa đàn tự nhiên bốc lửa. Tất cả các vị khất sĩ đều quỳ xuống chắp tay hướng về hỏa đàn. Hàng ngàn người có mặt cũng đều làm như thế. Đại Đức A Nậu Lâu Đà lại thỉnh chuông và hướng dẫn mọi người đọc những đoạn kinh về vô thường, vô ngã, xả ly và giải thoát. Giọng đọc kinh trầm hùng gian dội. Sau khi lửa đã cháy tàn, nước thơm được cứ lên vàng hỏa, kim quang được thỉnh xuống mở ra, và xá lợi của Phật được các vị tộc trưởng thâu lượm và an trí trong một chiếc chậu vàng đặt trên bàn thờ trung ương trong đền. Các vị khất sĩ lớn được thay phiên canh giữ và bảo vệ xá lợi. Tin Phật diệt độ ở Câu Thi La đã được báo tiệp về các thủ đô từ nhiều hôm trước. Sứ đoàn các nước đã được cử đến chiêm bái và thỉnh một phần xá lệ về để dựng tháp. Đại diện Hoa Kiệt Đà, Tỳ Xá Ly, Tích Ca, Kuriya, Bulaya, Baba và Betha đều có mặt. Họ đồng ý chia xá lợi Phật ra làm 8 phần để an trú trong 8 chiếc bảo tháp mà họ sẽ xây dựng tại địa phương họ. Người Ma Kiệt Đà sẽ xây tháp ở Dương Xá. Dân Ly Sa sẽ xây tháp ở Tỳ Xá Ly. Dân Tích Ca sẽ xây tháp ở các Tỳ La Vệ.
Dân Buli sẽ xây tháp ở Alakapa. Dân Koliya sẽ xây tháp ở La Mạc. Dân Veta sẽ xây tháp ở Vetadipa. Dân Mạc La sẽ xây một tháp ở Kautila và một tháp khác ở Pava. Các sứ đoàn đã ra về. 1.000 vị khất sĩ cũng tuần tự giải tán và trở về trú sở của mình để hành đạo. Các đại đức Ca Diếp, A Nậu Lâu Đà và A Nan Đà cùng rước bình bát của Phật về tu viện Trúc Lâm. Chưa đầy một tháng sau, đại đức Ca Diếp quyết định triệu tập một đại hội các vị khất sĩ về thủ đô Dương Xá để ôn tụng và kết tập tất cả những kinh và luật mà Phật đã dạy. Đại hội gồm 500 vị khất sĩ có thực tu và thực học được chọn lựa trong giáo đoàn khất sĩ. Đại hội sẽ khai mạc vào đầu mùa an cư tới và sẽ kéo dài trong 6 tháng. Đại đức Ca Diếp thường được các vị khất sĩ trong giáo đoàn tôn trọng như vị đại đệ tử thứ tư của Phật sau các vị Triệu Cần Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên. Đại đức nổi tiếng là người ưa sống nhân sống đơn giản và đạm bạc. Đại đức đã được Phật tin tưởng và thương mến không khác gì các vị đại đức Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Hơn 20 năm trước, áo cà sa sa ti của đại đức là một chiếc áo bách nạp kết lại bằng hàng ngàn mảnh giải dụng. Có lần đại đức đã xếp tươi chiếc áo ấy và trải ra trong rừng mời Phật ngồi. Phật khen chiếc áo của đại đức ngồi rất êm. Đại đức liền ngỏ ý cúng dường Phật chiếc áo bách nạp ấy. Phật mỉm cười nhận lời và tặng lại đại đức chiếc áo sa ti của chính người. Trong đại chúng, ai cũng biết chuyện này. Đại đức là người đã mỉm cười khi Phật đưa cành sen lên mà không nói gì ở giảng đường cấp cô độc, là người đã tiếp nhận được kho tàng của con mắt chánh pháp do Phật trao truyền. Vua A Xà Thế đứng ra bảo trợ đại hội kết tập kinh luật này. Trong đại hội, đại đức Upali vốn nổi tiếng về luật học đã được mời lên ôn tụng giới luật. Nhờ những câu hỏi của đại đức Ca Diếp mà đại đức Upali nhắc lại được hết những nhân duyên do đó các giới luật được thiết lập. Đại đức A Nan Đà được đại hội chỉnh lên trùng tuyên tất cả những bài pháp thoại của Phật nói, gọi là kinh. Nhờ những câu hỏi của đại đức Ca Diếp và của đại chúng mà đại đức A Nan Đà có dịp nói ra hết những chi tiết về thời gian, nơi chốn và cơ duyên đã đưa tới mỗi pháp thoại của Phật. Cố nhiên là các đại đức Upali và A Nan Đà không thể nhớ hết được tất cả mọi chi tiết. Vì vậy, sự có mặt của 500 vị khất sĩ có thực học và thực chứng trong đại hội đã bổ túc cho hai đại đức rất nhiều. Tất cả những tài liệu về giới và luật sau khi kết tập được gom lại thành một kho tàng luật học được gọi là luật tàng Vinaya Vitaka. Tất cả những tài liệu về giáo lý được gom thành một kho tàng kinh giáo gọi là kinh tạng Sutra Pitaka. Các kinh Phật nói được phân làm 4 bộ, căn cứ trên sự dài ngắn của kinh và cũng được xếp đặt theo đề tài và pháp số. Về luật, đại đức A Nan Đà có báo cáo với đại hội là Phật đã từng dặn rằng sau khi người diệt độ, những giới điều nhỏ nhặt có thể được bỏ bớt. Đại hội hỏi lại đại đức A Nan Đà xem Phật có nói rõ là những giới điều nhỏ nhặt ấy là những giới điều nào hay không. Đại đức trả lời là vì đại đức không hỏi nên Phật đã không nói. Đại hội thảo luận rất lâu về vấn đề này và cuối cùng quyết định giữ lại tất cả mọi giới điều trong giới bản khất sĩ cũng như trong giới bản nữ khất sĩ. Nhớ lời Phật, đại hội không chấp nhận việc dịch các kinh văn ra cổ ngữ của truyền thống Vệ Đà. Ngôn ngữ Adamagadi được xem như là sinh ngữ chính của tạng kinh và tạng luật. Đại hội khuyến khích việc phiên dịch kinh văn ra các sinh ngữ địa phương để dân chúng các nước có thể học hỏi và hành trì giáo lý bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đại hội cũng khuyến khích việc tăng cường số lượng các vị Panaka có nhiệm vụ tụng đọc thường xuyên các kinh văn để phổ biến và truyền tụng trong hiện tại và trong vị lai. Đại hội hoàn mãn, mọi người lại trở về trú sở để tu học và hành hóa. Trên bờ sông Mê Liên Huyền, đại đức Cát Tường đứng nhìn dòng nước chảy. Mấy em bé chân trâu bên bờ bên kia đang lùa bầy trâu xuống sông để lội qua bên này. Mỗi em bé đều có mang theo liềm và giỏ. Bên này sông, bảo cô Sa đã lên săn nước. Các bé đang làm y hệt như đại đức Cát Tường trước đây 45 năm. Chúng để trâu ăn cỏ trong khi chúng dùng liềm cắt cỏ cô Sa dẫn đầy những chiếc giỏ đem theo. Dòng sông này là dòng sông ngày xưa Phật thường xuống tắm. Cây bồ đề trên đồi vẫn xanh tốt như bao giờ. Đại đức đã tới đây từ chiều hôm qua và đã ngủ đêm với cội cây thân yêu đó. Rừng không còn hoang du như xưa bởi vì cây bồ đề đã trở nên nổi tiếng quá. Cây bồ đề đã trở nên một nơi để thiên hạ đến chiêm bái. Vì vậy khu đồi đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn rậm rạp và nhiều gai góc như ngày xưa. Đại đức Cát Tường may mắn có mặt trong đại hội kết tập và đã có cơ duyên nghe lại hết kinh luật. Đại đức năm nay đã 56 tuổi. Người bạn tu thân nhất của đại đức là đại đức La Hầu La đã viên tịch trước đây 5 năm. La Hầu La đã được các đại đức lớn công nhận là một vị khất sĩ có chí nguyện và hành động lớn.
Tuy là con nhà dương giả, đại đức La Hầu La đã học được nếp sống đơn giản và bình dị. Công đức hóa độ của La Hầu La rất lớn nhưng ít ai biết đến. Vì đại đức La Hầu La không hề có tính khoe khoang, trái lại, đại đức rất kín đáo và khiêm nhường. Lớn hơn đại đức La Hầu La, nhưng đại đức Cát Tường đã học được rất nhiều từ người bạn của mình. Đại đức Cát Tường cũng đã được theo Phật trong chuyến đi chót của người từ Dương Xá đến Câu Thi La và đã được chứng kiến những ngày giờ cuối cùng của Phật. Đại đức còn nhớ, trên đường từ Ba Pha đến Câu Thi La, đại đức đã nghe đại đức A Nan Đà hỏi Phật định đi tới đâu. Phật trả lời, đi về phương Bắc. Lúc ấy, đại đức Cát Tường có cảm tưởng là mình hiểu được Phật. Suốt đời Phật đã đi, nhưng người chỉ đi mà không cần tới. Vì vậy cho nên người đi thông thả, cho nên mỗi bước của người đưa người tới giờ phút hiện tại. Sự sống chỉ có mặt trong giờ phút hiện tại, ngay ở chỗ mình đứng. Đại đức Cát Tường thấy Phật hướng về miền Bắc mà đi, cũng như một con tượng chú hướng về quê hương của nó mà đi, khi nó biết giờ đã tới để nó trở về. Phật đâu có cần phải về tới Ca Tỳ La Vệ hoặc Dường Lâm Tỳ Ni mới có thể nhập Niết Bàn. Đi về miền Bắc là đủ. Câu Thi La cũng chính là Dường Lâm Tỳ Ni vậy. Cũng chính vì nghĩ như thế mà đại đức đã về đây. Bờ sông Ni Liên Thuyền này là quê hương của đại đức. Đại đức thấy mình vẫn còn là em bé chăn trâu 11 tuổi, một mình phải đi chăn trâu cho người khác để nuôi ba đứa em thơ. Tôn U Lâu Tình Loa còn đó, với những cây đu đủ sai trái ở vườn trước mỗi nhà. Những cánh đồng lúa vẫn còn, con sông hiền lành vẫn chảy. Lũ trâu hiền từ và các em bé chăn trâu vẫn còn giữ trâu, tắm trâu và cắt cỏ như những ngày nào. Tuy chị Tôn Trà Đa không còn đây, tuy ba đứa em đã có chồng có vợ đi làm ăn tứ tán, thôn U Lâu Tần Loa và bờ sông Liên Thuyền vẫn là quê hương của đại đức. Đại đức nhớ lại thuở còn là em bé chăn trâu 11 tuổi, nhớ lại lần đầu gặp chị Sa Môn trẻ Tất Đạt Đa đi thiền hành trong rừng. Nhớ lại những bữa cơm trưa được ăn chung với vị Sa Môn và với các em bé khác trong làng dưới gốc cây Pipala râm mát. Tất cả những hình ảnh đó tuy đã qua đi nhưng vẫn còn hiện thực. Đại đức biết rằng nếu muốn, đại đức có thể làm cho những hình ảnh đó trở thành hiện tại. Một lát nữa đây, khi bọn trẻ đưa trâu sang tới bờ bên này, đại đức sẽ đến làm quen với chúng. Đứa nào cũng đang là Cát Tường, đại đức cũng còn là Cát Tường. Nếu một ngày năm xưa đã đưa đại đức vào con đường an lạc giải thoát thì hôm nay đại đức cũng sẽ đưa các em bé này vào con đường an lạc giải thoát. Đại đức Cát Tường mỉm cười. Tháng trước tại Câu Thi La, thầy có nghe đại đức Ca Diếp kể chuyện vị khất sĩ Suvada. Vị khất sĩ này cùng đi với đại đức từ trên đường từ Ba Ba đến Câu Thi La. Khi nghe tin Phật nhập diệt, vị này đã tỏ ý mừng rỡ. Ông ta nói, ông già đã thật rồi, không còn ai kiểm soát, và đại la mình nữa, sướng quá. Nghe nói như thế, đại đức Ca Diếp đã ngạc nhiên mở tròn hai mắt nhìn vị đại đức trẻ tuổi Suvada này. Sao mà trong giáo đoàn của Phật lại có người dạng dột đến thế, đại đức nghĩ. Nhưng cuối cùng, đại đức đã không trị la vị khất sĩ Suvada kia một lời nào. Đại đức Ca Diếp không trị la thầy Suvada, nhưng đại đức Cát Tường nghe nói rằng đại đức Ca Diếp đã trị la đại đức A Nan Đà. Dù đại đức A Nan Đà là một vị đại đức lớn, trên đầu đã có hai tí tóc. Ai cũng biết rằng trong đại hội kết tập kinh luật, sự có mặt của đại đức A Nan Đà là rất cần thiết. Vậy mà chỉ ba hôm trước ngày khai mạc đại hội, đại đức A Nan Đà đã bị sư huynh Ca Diếp khiển trách và dự tính sẽ không chấp nhận đại đức vào trong số 500 vị khất sĩ thành viên của đại hội. Lý do đưa ra là đại đức A Nan Đà tuy kiến thức về đạo lý uyên bác, nhưng sự chứng đắc chưa được diễn dàng. Ai cũng e ngại đại đức sẽ phật ý bỏ đi. Ai ngờ đại đức A Nan Đà đã đóng kín cửa tĩnh tu trong luôn 3 ngày 3 đêm. Ngay trong đêm cuối cùng trước ngày khai mạc đại hội, đại đức đã hoát nhiên đại ngộ. Theo các bạn tu kể lại, việc này xảy ra vào lúc giữa giờ sửu, thiền tọa đến gần sáng, đại đức mới chịu ngã lưng xuống để nghỉ ngơi. Chính vào lúc mà đại đức ngã lưng xuống thì đại đức đạt tới giác ngộ. Sáng hôm đó, khi gặp đại đức A Nan Đà, nhìn vào mặt đại đức Ca Diếp biết ngay việc gì đã xảy ra. Đại đức mời ngay đại đức A Nan Đà vào tham dự đại hội mà không cần nói thêm một lời hỏi han nào khác. Nắng đã lên cao, những đám mây trắng nhỏ vẫn còn lơ lửng trên nền trời xanh biếc. Bờ sông bên kia vẫn xanh mướt màu cỏ non. Con đường bờ sông này ngày xưa Phật đã qua lại nhiều lần. Con đường bờ sông này có thể dẫn về Ba La Nại, có thể dẫn về thủ đô Xá Vệ, có thể dẫn về thủ đô Dương Xá, mà cũng có thể dẫn đi khắp chốn. Phật đã ghi dấu chân trên mọi nẻo đường hành hóa. Đi đâu đại đức cũng sẽ dẫn lên dấu chân người. Đường xưa còn đó, những đám mây trắng vẫn còn. Nếu mình bước một bước trên con đường này, bước với tâm trạng an hòa và tỉnh thức,
thì con đường xưa và những đám mây trắng cũ sẽ mầu nhiệm biến thành con đường hôm nay và những đám mây trắng trong hiện tại. Những đám mây trắng ngày xưa còn đó và con đường ngày xưa hiện thực nằm dưới chân ta. Phật đã nhập diệt, nhưng nhìn vào đâu đại đức cũng thấy sự có mặt của Phật. Hạt giống bồ đề đã gieo rắc khắp nơi trong lưu vực sông Hằng. Những hạt giống ấy đã nứt mầm và mọc lên tươi tốt. 40 mấy năm về trước, đã có ai nghe nói tới Phật đâu? Đã có ai nghe nói đến đạo lý tỉnh thức đâu? Vậy mà bây giờ đây, không nơi nào mà không có bóng dáng những người khất sĩ áo vàng, không nơi nào mà không có những trung tâm tu học. Các bậc vua chúa cũng đã quy y, các giới trí thức và quyền quý cũng đã quy y, các giới nghèo khổ bị xã hội khinh miệt nhất cũng đã quy y và đã tìm thấy trong đạo tỉnh thức con đường giải phóng cho thân phận và cho tâm linh mình. 40 năm về trước, Cát Tường chỉ là một chú bé chăn trâu nghèo khổ thuộc giới ngoại cấp. Bây giờ Cát Tường đã trở nên một vị khất sĩ vượt thoát xích xì của giai cấp, của mặc cảm, đứng lên trên mọi sự kỳ thị và bất công. Cát Tường đã từng được các vị quốc vương thỉnh mời và chào hỏi cho tất cả niềm cung kính của họ. Phật là ai mà công năng giải phóng lớn lao như vậy? Đại đức Cát Tường vừa nhìn các em bé chăn trâu đang cắt cỏ bên bờ sông, vừa đặt câu hỏi ấy. Tuy một số các đại đệ tử của Phật đã nói tiếp nhau liên tịch, giáo đoàn khất sĩ vẫn còn đầy dẫy những vị đại đức xuất sắc, trong đó có rất nhiều giới trẻ. Phật như hạt giống của một cây bồ đề vĩ đại, hạt giống đã nứt ra và một cây bồ đề đã mọc lên hùng mạnh tươi tốt. Nhìn vào, người ta có thể không thấy hạt giống ấy, nhưng người ta thấy được cây bồ đề. Hạt giống không mất, hạt giống chỉ trở nên cây bồ đề. Phật đã từng dạy không có gì từ có mà trở nên không. Phật chỉ hóa thân mà không hề biến gì. Người có pháp nhãn nhìn vào giáo đoàn là trông thấy Phật. Người có pháp nhãn nhìn vào các vị khất sĩ trẻ có đạo phong, có đức độ và có tuệ giác thì trông thấy Phật. Đại đức Cát Tường thấy mình có bổn phận phải chăm lo dung tưới cho pháp thân Phật. Pháp thân đó là giáo pháp và giáo đoàn. Chừng nào giáo pháp và giáo đoàn còn hưng thịnh thì chừng đó Phật còn hiển hiện giữa muôn loài. Nhìn các em bé đã qua tới bên này xong, đại đức lại mỉm cười. Nếu ta không tiếp tục sự nghiệp của Phật để đem lại bình đẳng, an lạc và giải phóng cho các em bé này thì ai sẽ làm? Phật chỉ mới bắt đầu công cuộc chuyển đổi, môn đệ của người sẽ phải gánh trách nhiệm để kế tiếp sự nghiệp của người. Những hạt giống bồ đề mà Phật đã gieo rắc sẽ còn tiếp tục nứt mầm và bén rễ trong cuộc sống. Đại đức Cát Tường nhận thấy tâm mình là ruộng đất, trên đó Phật đã gieo muôn vàn hạt giống nhiệm mầm. Đại đức thấy mình phải cẩn trọng gìn giữ và tưới tắm tâm điện để những hạt giống ấy được mọc lên thành những cây bồ đề tươi tốt. Người ta nói Phật đã nhập diệt, chứ thầy Cát Tường lại thấy Phật hiện thực hơn bao giờ hết. Chính thân tâm của thầy cũng mang theo sự có mặt của Phật. Nhìn cây bồ đề, nhìn dòng sông như liên thuyền, nhìn bờ cỏ ngắt, nhìn đám mây trắng, nhìn chiếc lá trên cây, đại đức thấy ở đâu cũng có Phật. Những em bé chăn trâu đang bắt đầu cắt cỏ bên bờ sông kia cũng là Phật. Đại đức nhận thức được liên hệ giữa mình và các em bé ấy, và biết là mình sẽ phải nói gì và sẽ phải làm gì để các em bé ấy trở thành sự tiếp nối của Phật. Đại đức Cát Tường thấy rõ rằng phương cách tiếp nối sự nghiệp của Phật là nhìn mọi vật một cách tỉnh thức như Phật đã nhìn, bước những bước chân thanh thản như Phật đã bước, và mỉm nụ cười từ bi như Phật đã cười. Phật là suối nguồn,